get busy with some try to run down and you can catch running through these checks till I pass out. Cash out. Shorty through me till I pass out. Cash out. I swear to God, all I do is cash out. And if you ain't up, get up on my trap house. I've been selling touches like I'm fifth grade. Really never made no difference with the made. Jaja told me flip them cooking how to maintain. Get that money back and spend it on the same thing. Shorty like the way that I ball out. Ball out. I be getting money time for. Người hâm mộ của Sài Gòn Heat đã sẵn sàng để cháy cho trận đấu hôm nay chưa? Của Hà Nội Hà Nội.
lại về tay của nước Việt Nam. Họ mọi người thì đã tấn công rất nhiều vào khu vực cứu hộ của đội tuyển Việt Nam. Và một lần nữa thì các cầu thủ người ta biết là đứng đầu trong những trận đấu vào quý vị và các bạn thân mến, chúng ta gặp lại nhau tại nhà thi đấu quận Cầu Giấy, Hà Nội để tiếp tục theo dõi những diễn biến hấp dẫn của VBA 2023 trên sóng của VTV Cup. Và ngày hôm nay tại nơi này sẽ diễn ra một trải nghiệm hết sức thú vị, hết sức đặc biệt dành cho các tín đồ bóng cam tại Việt Nam khi mà lần đầu tiên một trận derby Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Đó là màn so tài giữa Saigon Heat và Hồ Chí Minh City Wings. Và lúc này thì những nhà đương kim vô địch Saigon Heat đang thể hiện được sức mạnh của mình. Họ đã toàn thắng trong hai lượt trận đầu tiên và dẫn đầu trên bảng xếp hạng của VBA, ngang bằng thành tích cùng với Thăng Long Warriors. Với Hồ Chí Minh City Wings thì họ thắng 1, thua 1 trong hai lượt trận đầu tiên và qua đó đứng ở khu vực giữa bảng xếp hạng. Ở thời điểm hiện tại thì đang có hai đội bóng chưa biết mùi chiến thắng tại VBA, đó là Cần Thơ Catfish và Đà Nẵng Dragons. Giờ thì trở lại với trận đấu giữa Heat và City Wings. Như thường lệ, chúng ta sẽ có những chia sẻ trước trận đầy thú vị với khách mời quen thuộc của chúng tôi, đó là huấn luyện viên Hoàng Thế Vinh. À, vâng thưa anh Vinh, một trận đấu rất hấp dẫn, một trận derby Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra tại thủ đô Hà Nội giữa Saigon Heat và Hồ Chí Minh City Wings. Vậy thì anh đánh giá thế nào về màn so tài này khi mà hai đội bóng đã thể hiện khá ấn tượng trong những lượt trận đầu tiên của mình? Vâng, tôi nghĩ trận đấu này sẽ diễn ra rất là cân và hai bên đều có những điểm mạnh của nhau và cũng có điểm yếu mà bên kia gần như là chưa thể khắc phục được. Đây là tôi nghĩ là trận đấu rất là căng thẳng. Và rõ ràng hai đội bóng hiểu nhau quá rồi, gặp nhau rất nhiều lần rồi. Và chúng ta sẽ đi tới từng chi tiết đi. Với cá nhân thì rõ ràng chúng ta đều đã nhìn ra được đâu là những cái tên nổi bật của hai đội bóng sau những lượt trận đầu tiên. Với Saigon Heat, chúng ta có Kentro Buckley, một cầu thủ sở hữu bộ chỉ số cực kỳ khủng khiếp với những thành tích ấn tượng và giúp cho Saigon Heat giành chiến thắng hai lượt trận đầu tiên. Ở phía đối diện thì Hồ Chí Minh City Wings có Jeremy Smith, cũng đã gần như là gồng gánh đội bóng này qua các trận đấu vừa rồi. Vậy thì anh đánh giá thế nào về hai ngoại binh, hai ngôi sao của Heat và City Wings? Vâng, về hai ngôi sao này thì hai ngôi sao này đang chơi với vị trí hơi khác nhau một chút. Buckley thì ảnh hưởng đến gần như là toàn bộ cái nhịp độ trận đấu của Saigon Heat nhiều hơn. Cậu ấy có thể tham gia tấn công nhưng mà cậu ấy sẽ cầm nhịp và tất cả mọi đường bóng đều gần như là luân chuyển qua Buckley rất là nhiều. Cậu ấy công thủ toàn diện, cậu ấy có một bộ chỉ số là 35 điểm và 17 rep. Như tôi đã chia sẻ ngay từ hôm đầu tiên là Buckley luôn luôn đứng ở top 3 những vận động viên có chỉ số rebound cao nhất của nhiều giải đấu rồi. Và đây là cầu thủ rất ấn tượng. Còn về phía Jerry Smith thì cậu ấy gần như là gồng gánh toàn bộ hàng tấn công của City Wing. Tất cả mọi tình huống, tất cả mọi play đều đưa đến Jerry Smith. Và rất là khó để có thể đưa một local ra để kèm Jerry Smith tại thời điểm hiện tại. Vâng, hiện tại thì Jeremy Smith đang có thể coi là hơi thở của City Wings. Nhưng ngày hôm nay thì hơi thở đó đã không có cơ hội để có thể thể hiện trước Saigon Heat, bởi vì anh đã gặp một chấn thương trước trận. Một thông tin rất đáng chú ý ngay trước trận đó là Jeremy Smith đã gặp chấn thương trước trận và không thể thi đấu trận đấu này. Vậy thì với anh Hoàng Thế Vinh, với sự thiếu vắng của Smith thì City Wings họ sẽ phải đối phó với Heat như thế nào đây bây giờ? Đúng là một trận đấu cực kỳ khó khăn với City Wings bởi vì các local của họ vẫn chưa thể hiện được quá nhiều trong hai trận đấu vừa rồi. Họ gần như là cóng tay và rất là khó để có thể tấn công được vào những vị trí của các đội khác. Local của City Wings thì theo tôi đánh giá là họ có độ nhiệt và rất là tốt trong phòng thủ, rất hustle, rất là trẻ. Nhưng mà tấn công thì họ vẫn chưa đóng góp được cho hàng tấn công của City Wings hiện tại. Vâng, phải nói rằng là các cầu thủ của City Wings họ có cố gắng, họ có khả năng, có tiềm năng. Nhưng vấn đề bây giờ là một đối thủ rất già dơ. Và khi mà không có Jeremy Smith nữa thì chúng ta trở lại với câu chuyện ai sẽ là người gồng gánh. Chúng ta bây giờ nhìn những con người trên sân trong tay của huấn luyện viên bên phía City Wings thì còn có Vincent Nguyễn. Nhưng tất nhiên Vincent Nguyễn cũng là một cầu thủ rất tốt, đã thể hiện ấn tượng
và đối trọng với anh ở phía bên kia đó là Hasan Thomas. Vậy thì anh Vinh nghĩ thế nào về về match này, về hai cầu thủ mà tôi vừa nhắc đến? Vâng, hai cặp vận động viên này là đều vận động viên Việt kiều và rất là hay. Hasan thì thi đấu ở một vị trí số 4 nhưng cô ấy khả năng ném ba rất là tốt, rất là thể hiện từ trận cặp Đà Nẵng Dragon vừa rồi. Cô ấy có 56 tình huống ném ba rồi đấy. Và cái điều này ấy là điểm rất có lợi khi có thể là cậu ấy sẽ đưa được Ami William ra ngoài khu vực 3 giây nhiều hơn. Và phía còn lại thì Vincent vẫn thế, cậu ấy vẫn cầm nhịp được trận đấu và những lúc quan trọng và những lúc cần những điểm số từ vạch 3 thì cậu ấy đều có thể lên tiếng. Thế nhưng mà cậu ấy cần một cây ghi điểm khác, một ai đó có thể đứng lên ngoài Sandwich Smith để có thể gánh vác trách nhiệm về mặt hàng công của Sid Wing. Chúng ta đã thấy được những khó khăn ngay từ đầu trận dành cho Hồ Chí Minh City Wings. Vậy thì với cá nhân anh Vinh, đâu sẽ là điểm mấu chốt của trận đấu này dành cho City Wings và cả Saigon Heat nữa? Họ sẽ phải làm gì để có thể tạo ra ưu thế trước đối thủ của mình? Về phía City Wings thì tôi nghĩ là họ cần ra thật sát tất cả những tình huống 3 điểm của Saigon Heat và không để Saigon Heat nóng tay từ ngay từ đầu tiên. Thứ hai là họ cần phải chống phản công nhanh tốt hơn. Họ thường xuyên có đến 2 đến 3 vận động viên lao vào City Wings, họ cần chạy về nhanh hơn nữa. Và cuối cùng là làm mọi cách có thể để có thể ngăn chặn Kendrick Beckley, là mọi cách để đưa 2 vận động viên, đôi khi là 3 vận động viên để có thể ngăn cản vận động viên này. Còn về phía Saigon Heat, lúc đầu thì tôi có nghĩ là sẽ phải làm mọi thứ để ngăn chặn Jaden Smith, nhưng mà hôm nay không phải làm thế nữa vì là Smith tự chặn mình ở ngoài hàng bench rồi. Tôi nghĩ là điều quan trọng của Saigon Heat là cố gắng đưa Ami William ra ngoài khu vực bên để Hasan hay Phú Vinh hay là Buckley có thể dốc đất đi vào trong bên nhiều hơn nữa. Và cuối cùng là dừng Vincent ở vạch 3 điểm. Chúng ta đã thấy được những khó khăn dành cho Hồ Chí Minh City Wings, nhưng với bóng rổ, bóng chưa thi đấu, mọi chuyện còn có thể diễn ra đúng không ạ? Hy vọng là Hồ Chí Minh City Wings sẽ thể hiện được mình, sẽ vượt qua khó khăn để có thể tạo ra được một trận derby thì Hồ Chí Minh thực sự hấp dẫn. Vậy thì nhanh thôi, anh Vinh, anh nghĩ thế nào về nửa đầu trận đấu này? Tôi nghĩ hai hiệp đầu trận đấu sẽ diễn ra rất là nhanh và Saigon Heat sẽ vươn lên dẫn trước với khoảng cách tương đối an toàn, đó là 8 đến 10 điểm vì là không còn. Đó là dự đoán của anh Hoàng Thế Vinh trước trận đấu derby Thành phố Hồ Chí Minh giữa Hồ Chí Minh City Wings và Saigon Heat. Còn thực tế diễn ra như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta cùng hướng mắt về nhà thi đấu Cầu Giấy để theo dõi trận đấu giữa Saigon Heat và Hồ Chí Minh City Wings trên sóng của VTV Cup. Và xin chào tất cả những người hâm mộ trái bóng cam đang có mặt tại nhà thi đấu Cầu Giấy. Các bạn đã sẵn sàng để chuẩn bị đến với trận đấu giữa đội bóng chủ nhà Saigon Heat và đội bóng làm khách Hồ Chí Minh City Wings hay chưa? Những cánh tay của những người hâm mộ bên phía Saigon Heat đâu rồi ạ? Và sau đây sẽ là danh sách đội hình của hai bên. Đội bóng Hồ Chí Minh City Wings, number 1 Vincent Nguyễn, number 12 Trương Thái Nam, number 13 Nguyễn Thành Phát, number 14 Tấn Hải Đăng, number 15 Lê Trần Đăng Huỳnh, number 16 Nguyễn Thanh Tùng, number 18 Jeremy Smith, number 21 Bùi Anh Khoa, number 25 Amir Darren Williams, number 33 Cao Đắc Luận, number 46 Phạm Hiền Tài, và cuối cùng number 98 Trần Văn Trung, huấn luyện viên trưởng ông Eric Scott Olsen. Và những cánh tay của những người hâm mộ Saigon Heat đâu rồi ạ? Sau đây những cầu thủ của chúng ta. Number 0 Hasan Isiel Thomas, number 1 Lê Quang, number 3 Hoàng Tú, number 5 Đinh Quang Dương, number 7 Dư Minh An, number 10 Anthony Sandberg, number 11 Võ Kim Bản, number 12 Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, number 24 Kendrick Buckley, number 30 Tim Allen Van Wael, number 34 Võ Duy Linh, huấn luyện viên trưởng ông Matthew Douglas Van Biel, huấn luyện viên phó ông David John Chris. Bộ ba trọng tài sẽ bắt chính trong trận đấu ngày hôm nay. Trọng tài thứ nhất Mr. Harry Santos,
Trọng tài thứ hai, Mr. Lê Phạm Trung Kiên. Trọng tài thứ ba, Mr. Dominic Poma. Commissioner, Mr. Cortez Samado Jr. Và sau đây, chúng tôi xin mời tất cả quý vị cùng đứng dậy và làm lễ chào cờ. Ladies and gentlemen, please stand up for national anthem. Xin mời hai đội bắt tay, two team let's shake hands. Và để cho quý vị và bạn tiện được theo dõi trận đấu, chúng tôi xin gửi tới dàn starting five của hai bên. Về phía Hồ Chí Minh City Wings, theo dõi trận đấu giữa hai đội Saigon Heat và Hồ Chí Minh City Wings, game đấu thứ 9 của VBA mùa giải 2023. Một trận đấu được chờ đợi giữa hai đội bóng đều có những màn thể hiện tốt ở trận đấu đầu tiên. Và trên màn ảnh của chúng ta lúc này là đội hình ra sân của Saigon Heat, vẫn là những cái tên quen thuộc với số 0 Hassan Thomas, số 24 Kendrick Buckley là một trong những ngoại binh thiếu nổi bật nhất của VBA mùa này, cùng với đó là ba nội binh là số 7 Dương Minh An, số 11 Võ Kim Bản và số 12 Nguyễn Hình Phú Vinh. Vâng, còn đây là đội hình ra sân của Hồ Chí Minh City Wing, số 1 Vincent Nguyễn, số 12 Thái Nam, số 14 Hải Đăng, số 25 Amir Williams và số 98 Trần Văn Trung. Ngày hôm nay thì Hồ Chí Minh City Wing đã không có sự phục vụ của Jeremy Smith do chấn thương ngay trước trận đấu. Và đây sẽ là một điểm bất lợi vô cùng to lớn của Hồ Chí Minh City Wing trước Saigon Heat. Và không biết là ngày hôm nay thì Hồ Chí Minh City Wing sẽ có chiến thuật nào để có thể đối đầu lại với một Saigon Heat đang hừng hực khí thế chiến thắng trong những trận đấu vừa qua. Và rõ ràng việc thiếu vắng cầu thủ ghi điểm quan trọng Jeremy Smith sẽ là một tổn thất cực lớn của huấn luyện viên Eric Olsen. Và đây còn là một chấn thương đến quá bất ngờ, khiến cho mọi tính toán trước trận đấu này của huấn luyện viên Eric Olsen chắc chắn sẽ phải có những sự điều chỉnh. Và với cán cân lực lượng giải đội thì nhiều người có lẽ cũng sẽ lo ngại đây là trận đấu mà Hồ Chí Minh City Wings sẽ gặp rất nhiều bất lợi trước Saigon Heat. Đội bóng đã có 2 chiến thắng ở những trận đấu đầu tiên, và cùng với Thăng Long Warriors đã là hai đội bóng đang sở hữu thành tích toàn thắng tại VBA. Kendrick Buckley vẫn đang được biết đến là một trong những ngoại binh rất khủng khiếp của VBA. Với phong độ hủy diệt của mình thì ngày hôm nay người hâm mộ Saigon Heat sẽ trông chờ một Kendrick Buckley tiếp tục bùng nổ để có thể mang lại một chiến thắng cho Saigon Heat. Và chỉ còn một vài giây nữa thôi, trận đấu sẽ bắt đầu. Bóng được tung lên. Và quyền kiểm soát bóng đầu tiên sẽ thuộc về các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing, đội bóng thi đấu trong bộ trang phục màu trắng, và sẽ là những người bảo vệ bảng rổ bên phía tay phải trong nửa đầu trận đấu này. Cơ hội dành cho các thủ Saigon Heat. Các bạn, đó là cơ hội dành cho cú ném của Tân Hải Đăng bên phía Hồ Chí Minh City Wing. Bóng trong tay của Dương Minh An, chuyền trở lại cho Buckley. Hassan đang gọi bài. Phú Vinh đứng rất cao. Bóng trong tay của Buckley. Một cú ném 3 điểm của Dương Minh An. Bóng không đi vào rổ. Quyền kiểm soát bóng thuộc về Hồ Chí Minh City Wing. Chúng ta có thể thấy là cứ mỗi lần mà bóng vào tay của Kendrick Buckley thì không khí của sân thi đấu đã vô cùng khí thế. Và bây giờ sẽ là tình huống tấn công của đối thủ Saigon Heat. Vanh Sơn Nguyễn lập tức là double team với Vanh Sơn Nguyễn. Rõ ràng cầu thủ Saigon Heat ngày hôm nay hiểu rằng phong tỏa được Vinh Sơn Nguyễn sẽ là một bài toán mà họ cần giải, khi mà đối thủ không còn quá nhiều những mũi ghi điểm. Nhưng vừa rồi thì những điểm số đầu tiên đã thuộc về cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing. Một pha ném 3 điểm rất ngọt ngào của Trần Văn Trung. Bóng được kick ra cho Hassan Thomas.
bóng đã chuyển trả cho Kim Bản. Kecho Beckley quyết định không ném 3 điểm. Sẽ là một lỗi cho Kecho Beckley và suýt chút nữa thì sẽ có and one. Tuy nhiên thì bóng đã bị steal ngay sau tình huống đánh tay vừa rồi. Đó là pha xử lý của Trần Văn Trung. Tình huống có thể nói là lỗi tốt của Văn Trung vì đã ngăn cản được Kecho Beckley. Bây giờ thì Kecho Beckley sẽ có cho mình hai quả ném phạt. Chúng ta có thể thấy là theo kèm Kecho Beckley khó như nào. Một cầu thủ vừa có thể hình vừa có tốc độ. Và vừa rồi là một điểm cho Kecho Beckley sau tình huống ném phạt rất ngọt ngào. Và một điểm tiếp theo cho Kecho Beckley. Tỷ số hiện tại đang tạm thời là 3-2 nghiêng về Hồ Chí Minh City Wings. Người cầm bóng lại là Vanh Sơn Nguyễn. Và trước mặt anh đang là Dương Minh Nga. Đã có yểm trợ cho Vanh Sơn Nguyễn. Đi bóng rất hay. Vanh Sơn Nguyễn một cú ném trung bình. Không được. Khá đáng tiếc khi bóng bật vành rổ ra ngoài. Vẫn là các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Lại đưa cho Vanh Sơn Nguyễn. Và giờ là cơ hội của Amir William. 2 điểm cho Amir William. Vào một ngày mà không có sự phục vụ của Jamery Smith thì Vincent Nguyễn sẽ có một trọng trách rất nặng nề trong khâu tấn công của Hồ Chí Minh City Wings. Và vừa rồi là một pha phạm lỗi đến từ Tân Hải Đăng. Bóng thuộc quyền kiểm soát của Saigon Heat. Người phát bóng sẽ là Phú Vinh. Phú Vinh đường truyền cho Kecho Beckley đã bị cắt rồi. Tiếp tục là Vincent. Chúng ta có thể thấy là Vincent đang bị double team. Tân Hải Đăng đang có bóng. Đường truyền xuống low post. Tuy nhiên thì không có tình huống tấn công. Khi mà trước mặt anh là Phú Vinh. Một Vinh rất cao. Tuy nhiên là một pass steal. Và cầu thủ hai đội thi đấu rất nhiệt ở phút đầu tiên. Và đây lại là cơ hội dành cho Vanh Sơn Nguyễn. Có điểm cho Vanh Sơn Nguyễn. Chúng ta lo ngại về khả năng ghi điểm của Hồ Chí Minh City Wings trước khi trận đấu diễn ra bởi chấn thương của Jeremy Smith. Nhưng có vẻ như Hồ Chí Minh City Wings cũng đã có một cách nhập cuộc rất chủ động. 3 điểm tính. Và một pha 3 điểm rất ngọt ngào của Dư Minh An. Không thể để cho Dư Minh An wide open như vậy được. Có vẻ như các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings đang quá tập trung vào Kecho Beckley. Và để hổng rất nhiều khoảng không cho các cầu thủ của Saigon Heat có thể khai thác. Amir William, Vincent. Có lỗi rồi, lỗi của Hassan. Chúng ta sẽ cùng chờ xem Vincent thể hiện như thế nào trong một ngày mà anh sẽ gánh một trọng trách rất to lớn. Vincent Nguyễn đã có phong độ rất ổn định ở hai game đấu trước gặp Nha Trang Dolphins và Salam Warriors. Ở game đấu với Nha Trang Dolphins anh có cho mình 22 điểm và game đấu với Thalam Warriors là 21 điểm với khả năng ném 3 điểm là 5/11. Vừa rồi là một tình huống không hiểu ý giữa Hassan và Dương Minh An khi cả hai đều cố gắng để rebound pha bóng vừa rồi. Một tình huống phát bóng biên cho Hồ Chí Minh City Wings. Có một sự trao đổi nhanh giữa hai trọng tài. Amir William. Bóng được truyền trả cho Trương Thái Nam. Trần Văn Trung. Bóng trong tay Vincent quyết định ném một cú 3 điểm từ rất xa để tránh shot clock. Tuy nhiên thì pha 3 điểm vừa rồi hơi thiếu lực. Đó là một tình huống xử lý khó của Vincent Nguyễn nhưng anh cũng không còn lựa chọn nào khác khi mà 24 giây tấn công của Hồ Chí Minh City Wings đã gần hết. Vincent vừa có những nhắc nhở đồng đội của mình cần phải tập trung hơn và luân chuyển bóng nhanh hơn. Bóng thuộc về kiểm soát của Saigon Heat. Trong tay của Dương Minh Nga. Đã có một lỗi của cầu thủ bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Đó là pha phạm lỗi của số 14 Tân Hải Đăng. Và đây đã là lỗi thứ hai của Tân Hải Đăng trong hiệp 1. Chúng ta có thể thấy sự non trẻ của Tân Hải Đăng trong khâu phòng ngự. Cầu thủ sinh năm 2000. Bóng trong tay Kim Bản. Một pha 3 điểm của Kim Bản. Bóng
đập vạch rổ và đi ra ngoài. Amir William đã có cho mình một pha rebound tiếp theo. Wilson rất khó để có thể vượt qua Buckley. À, xin lỗi quý vị và các bạn, đó là Hassan Thomas. Và tiếp tục Amir William, một pha húc rổ cực kỳ mạnh mẽ của Amir William. Và rõ ràng là Hồ Chí Minh City Wings vẫn đang nhập cuộc trong chỗ này rất tốt, và họ là những người đã dẫn điểm trong nửa thời gian thi đấu đầu tiên của hiệp 1. Đường chuyển của Zinian cho Hassan Thomas, có khoảng trống cho Võ Kim Bảng. Và bây giờ là Hassan Thomas ném 3 điểm cho Hassan Thomas. Các tay ném của Sài Gòn Heat cũng đang có phong độ ổn định. Hassan được biết đến là một cầu thủ phòng ngự rất nổi tiếng. Tuy nhiên thì anh cũng có những cú 3 điểm rất ngọt ngào và sẵn sàng kết liễu đối thủ bất kỳ một lúc nào khi có khoảng trống. Bóng trong tay của Amir William, một pha ném trung bình, bóng đập bánh rổ và đi ra ngoài. Và khi Amir William đã di chuyển ra vòng ngoài thì không còn cầu thủ nào của City Wing để tranh rebound. Vẫn còn, đó là pha bù rổ tốt của Hassan Thomas. Bây giờ thì Sài Gòn Heat là những người vươn lên dẫn trước với tỷ số là 19. Vincent Nguyễn đi kèm theo là Amir William, sẵn sàng hiệp trợ bất kỳ lúc nào. Pha ném trung bình thành công của Trương Thái Nam. Và 2 điểm tiếp theo cho Hồ Chí Minh City Wing. Hassan tiếp tục thử sức với vạch 3 điểm. Tuy nhiên lần này thì bóng lại đập vạch rổ và đi ra ngoài. Một cú ném rất nhanh của Hassan Thomas khi mà các đồng đội của anh còn chưa kịp di chuyển vào khu vực hình thang để có thể tranh huy bao. Bây giờ là Amir William đối đầu với Hassan Thomas. Rất nỗ lực. Một pha đánh rất dũng mãnh đến từ Trường Thái Nam trước mặt của Phú Vinh. Cầu thủ cao hơn anh đến một cái đầu. Một dấu hiệu tốt dành cho Hồ Chí Minh City Wing, đó là ngày mai các đội binh của họ đã dám ném hơn. Và vừa rồi là cú airball của Hassan Thomas. Vẫn đang là cao thủ Sài Gòn Heat. Thời gian dành cho họ sẽ không còn quá nhiều. Cần phải thực hiện một cú ném ngay đến từ Dương Minh An. Amir William là người đã tranh huy bao thành công và bóng trở lại với Hồ Chí Minh City Wing. Có thể thấy là tuy rằng không có Jeremy Smith ở trên sân nhưng Sài Gòn Heat vẫn chưa ghi được quá nhiều điểm trong trận đấu đầu tiên. Và vừa rồi là một pha 3 điểm rất thành công đến từ Tân Hải Đăng. Huấn luyện viên Matt Van Pelt đã buộc phải gọi hội ý thì các học trò của mình để cho Hồ Chí Minh City Wing ghi quá nhiều điểm như vậy. Cao thủ Sài Gòn Heat được tính là đội chủ nhà. Và chúng ta có thể thấy từ những game đấu trước, đó là dù thi đấu ở Hà Nội nhưng trong trận đấu có Sài Gòn Heat thì họ vẫn có rất đông cổ động viên. Việc thi đấu tập trung trong trận 1 cũng sẽ có những điểm trừ nhất định, đặc biệt là ở những game đấu không có sự xuất hiện của hai đại diện thủ đô là Hà Nội Buffalo hay Thăng Long Warriors. Nên chúng ta vẫn có thể thấy là lượng khán giả đến với các trận đấu vẫn là tương đối đông, đặc biệt là trong những ngày cuối tuần. Bóng trong tay của Dương Minh An, Castro Beckley chuyển trả cho Dương Minh An, Phú Vinh và Hassan Thomas quyết định đánh vào trong đối diện với Amir William. Tuy nhiên thì pha dứt điểm của Hassan lại hơi nhẹ. Vâng, có một điểm đáng lưu ý là chúng ta có thể thấy Amir William đang phòng thủ tốt như nào trước Hassan và Castro Beckley. Vâng, vừa rồi là một tình huống mà có thể nói là hai cầu thủ rất mạnh của Sài Gòn Heat có cơ hội tấn công rổ nhưng cả hai đều không qua được vị trí của Amir William. Để
Bây giờ là tình huống tấn công của cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing. Bóng được trả lại cho Văn Sinh Nguyễn. Một tình huống xuất sang Dương Minh Ngàn. Block thành công, đó là pha block của Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, một trong những đội binh có thể hình ấn tượng nhất của VBA. Lên rổ trước mặt Phú Vinh hoàn toàn không phải là một điều gì đơn giản. Nhất là Phú Vinh cũng đã có kinh nghiệm rất nhiều khi đối diện với các ngoại binh hoặc các đối thủ cao to hơn mình. Thì việc một nội binh đối mặt với Phú Vinh quả thật là một điều rất khó khăn. Và vừa rồi lại là hai điểm nữa dành cho Hồ Chí Minh City Wing. Trong khi chúng ta còn đang xem lại tình huống trước đó thì Hồ Chí Minh City Wing đã có một pha cướp bóng và ghi điểm rất nhanh. Lê Quang đường truyền rất cao hướng tới vị trí của Kentro Buckley, người đang có một mismatch nhưng anh quyết định truyền cho Asan Thomas. Vẫn còn, và đó là Kentro Buckley. Offensive rebound và sau đó là hai điểm cho Kentro Buckley. Kentro Buckley không trực diện tấn công vào rổ mà đợi second chance. Bóng trong tay Hồ Chí Minh City Wing. Amir William. Như vậy đã có S1 cho Amir William. Hai điểm tính và sẽ thêm một pha ném phạt nữa dành cho cầu thủ số áo 25 này. Với việc là import duy nhất ở trên sân của Hồ Chí Minh City Wing, Amir William sẽ phải làm rất nhiều. Cú đá phạt chính xác và đó là điểm số thứ 7 của Amir William kể từ đầu trận. Hồ Chí Minh City Wing vẫn đang có một khoảng cách điểm khá lớn, 21-12. Tình huống gọi bóng của Dương Minh An. Đồng đội đang di chuyển và tạo khoảng trống cho Dương Minh An. Dương Minh An đối đầu với Bùi Anh Quả. Bóng lại được đưa cho Kentro Buckley. Không thành công. Một tình huống phòng thủ tốt của Hồ Chí Minh City Wing và bây giờ thì họ sẽ có cơ hội phản công. Sẽ là một tình huống quyết định đánh chậm chăng. Cú ném từ xa không được. Hơi đáng tiếc cho pha ra tay của Phạm Hiền Tài. Khoảng trống cho Dương Minh An. Dương Minh An quyết định đột phá. Tuy nhiên thì không thể dứt điểm rổ trước một Amir William quá to lớn như vậy. Có vẻ như vừa rồi là một pha block của Amir William. Bóng trong tay của Vincent. Amir William đang xin bóng. Tại sao lại không truyền vào trong? Mất bóng rồi. Sankonic quyết định tấn công nhanh. Tuy nhiên thì đường truyền là không chính xác. Hassan. Như vậy là Hassan đã bị phạm lỗi. Lỗi đến từ Nguyễn Thanh Tùng. Thời gian của hiệp đấu còn 1 phút 26 giây. Sài Gòn Heat vẫn đang bị dẫn trước. Một cú ném nhanh. Rất chính xác. Đó là pha ghi điểm của Hoàng Tú. Thành công. Đã có điểm trợ. Một tình huống phạm luật chạy bước của Trương Thái Nam. Bóng trở lại với cầu thủ Sài Gòn Heat. Ta có thể thấy là trong những trận đấu trước của VBA thì những tình huống phạm luật chạy bước như này đang diễn ra vô cùng nhiều. Vâng, có thể nói là tuy đây là thời điểm mùa hè nhưng các cầu thủ tôi nghĩ như vậy là travel hơi nhiều. Có lẽ cần phải có những sự điều chỉnh và tránh gặp phải những tình huống phạm luật đáng tiếc như vậy. Kentro Buckley. Mình hút rất dẻo Kentro Buckley và kích ra ngoài. Cơ hội để có 3 điểm nữa. Đáng tiếc cho cú ném vừa rồi của Hoàng Tú. Vẫn là một vị trí mà Hoàng Tú đã từng thành công. Vincent Nguyễn có khoảng trống để ném 3. Không được. Bóng chỉ chạm được vành rổ thôi. Và bây giờ sẽ là tình huống tấn công cho cầu thủ Sài Gòn Heat. Hassan Thomas. Rất khỏe. Và bây giờ là Phú Vinh bị block rồi. Lại thêm một block nữa của Amir William. Shot blocker hàng đầu của Hồ Chí Minh City Wing vẫn đang thể hiện rất ấn tượng. Ta có thể thấy sự phòng thủ của Amir William là khủng khiếp như thế nào khi mà cả Hassan lẫn Kentro Buckley
đều chưa thể xuyên thủng được Amir William. Anh đã có cho mình đến 2 block. Và chúng ta đang xem lại tình huống ghi điểm của Hassan Thomas. Nhưng ngày hôm nay việc ghi điểm ở khu vực dưới rổ có lẽ cũng sẽ không dễ dàng cho Hassan Thomas khi anh phải đối mặt với một Amir William đang phòng ngự rất hiệu quả. Cầu thủ đã có cho mình tới 6 block trong trận đấu với Talon Warriors. Và ngày hôm nay thì ngay trong hiệp 1, Amir William cũng đã có 2 tình huống block thành công. Vừa rồi là một điểm tính cho Hassan. Hassan sẽ được ném 2 pha ném phạt. Pha ném phạt thứ 2 không thành công. Hồ Chí Minh City Wing đã phạm đủ 5 lỗi đồng đội. Trong khi đó Sài Gòn Heat mới chỉ có 2. Bóng trong tay của Vincent. Thời gian chênh lệch đồng hồ chỉ là 1 giây. Và có lẽ các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing sẽ cố tận dụng hết thời gian trong đợt tấn công của mình. Bắt bóng trượt. Một tình huống để mất bóng khá là hành tại của số 12 Trương Thái Nam. Chúng ta có thể nhìn thấy nét mặt không hài lòng của Ami William trong tình huống vừa rồi. Thì anh đã giơ tay xin bóng ở low post rất lâu. Tuy nhiên anh lại không nhận được đường chuyền. Và sau đấy thì lại dẫn đến một tình huống turnover. Vincent, một cú ném rất nhanh của Vincent để tránh hết giờ. Tuy nhiên thì chúng ta không có bao giờ Peter. Nhưng hiệp đấu vừa rồi vẫn là một hiệp đấu rất hay của cao thủ Hồ Chí Minh City Wing. Đội bóng bị đánh giá là có thể có một trận đấu cực kỳ khó khăn khi thiếu đi một trong những đối mặt quan trọng nhất của mình là Zero Smith. Tuy nhiên việc họ đang dẫn điểm 21-16 có thể coi là một tín hiệu tích cực cho đội bóng huấn luyện viên Eric Olsen. Ngày hôm nay thì Jerry Smith đã có mặt từ đầu để tập luyện cùng các đồng đội. Nhưng khoảng 30 phút trước khi trận đấu giữa Hồ Chí Minh City Wing và Sài Gòn Heat diễn ra thì anh đã gặp phải một chấn thương. Và lúc này thì mọi trọng trách đang được dồn rất nhiều cho Amir William. Cầu thủ đã có một hiệp đấu đầu tiên có thể nói là khá ấn tượng. Lê Quang sẽ là người phát bóng. Bóng trong tay của Hoàng Tú. Ketchel Beckley. Một pha hiểm trợ. Hoàng Tú đã có bóng Lê Quang. Pha ném 3 điểm rất thành công của Lê Quang. 3 điểm tính cho Sài Gòn Heat. Vâng, Lê Quang đã chứng tỏ mình là một tay ném cũng rất uy tín của Sài Gòn Heat. Đặc biệt chúng ta nhớ ở trận đấu đầu tiên gặp Hà Nội Buffalo thì Lê Quang có cho mình chỉ số ném là 4/4, trong đó có 3 cú 3 điểm thành công. Sài Gòn Heat có rất nhiều nội binh có thể ném được 3 điểm tốt. Thậm chí là cả Phú Vinh, Amir William. Và vừa rồi đã có lỗi. Lỗi có lẽ của Hassan. Lỗi kéo tay để cho Amir William. Hồ Chí Minh City Wing sẽ được phát bóng biên. Không phải, như vậy là Anthony Sandberg mới là người phạm lỗi.
sau tình huống cố với tay để steal bóng của Amir William. Amir William, bóng trong tay của Wilson. Wilson đột phá, không có đồng đội nào để Wilson có thể chuyền được quả bóng này. Đây sẽ là cơ hội cho Hassan. Hai điểm cho Hassan. Cầu thủ Sài Gòn Heat đã săn bằng cách biệt với Hồ Chí Minh City Wings 21-21. Khoảng thời gian hiệp 2 là thời điểm mà Sài Gòn Heat đang khởi đầu tốt hơn nhiều so với Hồ Chí Minh City Wings. Có lẽ sau thời gian hội ý thì huấn luyện viên Mark Van Pel cũng đã đưa ra chiến thuật mới cho các học trò của mình. Vincent Nguyễn. Vincent Nguyễn vẫn đang bị theo kèm rất chặt. Lỗi rồi. Như vậy sẽ có hai pha ném phạt cho Vincent. Khi mà Sài Gòn Heat biết Hồ Chí Minh City Wings không có sự phục vụ của Jeremy Smith thì chắc chắn Vincent sẽ là cây ghi điểm hàng đầu cùng với Amir William. Chính vì thế mà Sài Gòn Heat đã tạo áp lực rất lớn trong khâu phòng ngự lên Vincent. Chúng ta có thể thấy có rất nhiều pha double team Vincent Nguyễn. Pha ném phạt đầu tiên thành công của Vincent. Hai cú ném phạt đều rất chính xác, tỷ số là 23-21. Lúc này thì tất cả những cầu thủ trong đường xuất phát của Hồ Chí Minh City Wings đều đã ghi điểm. Và có lẽ ở những phút sắp tới thì Vincent Nguyễn cũng sẽ cần tự tin hơn trong việc chuyền bóng cho đồng đội của mình. Một cú 3 điểm của Sài Gòn Heat, tỷ số là 24-23. Và rồi là pha ném bóng của Anthony Sandberg. Ngay lập tức thì Hồ Chí Minh City Wings đã phải gọi hội ý. Khi mà chuỗi lên điểm của Sài Gòn Heat đang vô cùng hưng phấn. Và như chúng ta đều biết, logo của Sài Gòn Heat có rất nhiều cầu thủ có khả năng ném 3 điểm rất hay. Tú Vinh, Kim Bản, Lê Quang, Hoàng Tú hay thậm chí là Dương Minh An đều là những họng pháo rất nguy hiểm của Sài Gòn Heat. Và chỉ cần cho họ một ít khoảng cách thôi sẽ là thảm họa cho đối thủ. Phải mở miệng lên. Có những chỉ đạo và kèm theo đó là cả những sự động viên của huấn luyện viên Eric Olsen cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Họ cần phải tiếp tục nỗ lực và trận đấu ngày hôm nay dù khó khăn nhưng cũng sẽ là một cơ hội để Sài Gòn Heat, đặc biệt là những các bạn của Hồ Chí Minh City Wings, đặc biệt là những cầu thủ local của họ chứng tỏ được khả năng của bản thân. Một quả bài của Văn Trung, Amir William không thể chuyền bóng, tránh bóng rất nhiệt, đó là pha xử lý của Văn Trung. Cơ hội vẫn còn cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Chuyển ra ngoài, Hiền Tài. Pha tạt bóng của Hiền Tài cho đồng đội rất khó khăn. 24 giây trôi qua và vừa rồi bóng vẫn chưa chạm được vành rổ. Đây là Mike Lee. Bóng được chuyển ra cho Lê Quang. Không phải, đó là Anthony Sandberg và bóng đang trong tay của Hassan. Anthony Sandberg. Hoàng Tú với một cú ném trung bình, tuy nhiên bóng đập cuống rổ và đi ra ngoài. Vincent Nguyễn, tốc độ trận đấu đang được đẩy lên rất cao. Bóng trong tay của Phạm Việt Tài và đang có lỗi tấn công. Tấn công của Hồ Chí Minh City Wings. Đó là tình huống đẩy người của Bùi Anh Khoa. Bóng sẽ trở lại với cầu thủ Sài Gòn Heat. Ngay sau tình huống phạm lỗi của mình thì Bùi Anh Khoa cũng đã được rút ra ngoài. Từ đó là cả Vincent Nguyễn. Blackley chuyền bóng. Lê Quang tiếp tục thực hiện một pha ba điểm nhưng không thành công và đã có lỗi. Sau khi rebound được thì Kecho Blackley ngay lập tức nhảy lên để thực hiện second chance. Tuy nhiên thì không có tình huống end one cho Kecho Blackley. Và anh sẽ tiếp tục được hưởng hai quả ném phạt.
Lỗi cá nhân thứ hai của Trần Văn Trung. Một điểm tính cho Kecho Beckley. Và lời phạt thứ hai, bóng không đi vào rổ. Amir William là người đã rebound được bóng. Bắt rất cao. Bị steal rồi. Như vậy trọng tài xác định là bóng thuộc quyền kiểm soát của Sài Gòn X. Cầu thủ cuối cùng chạm bóng là Trần Văn Trung. Và Kecho Beckley tỏ rõ sự nguy hiểm của mình cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Một trận đấu mà Kecho Beckley đang ghi chưa quá nhiều điểm, nhưng anh vẫn tỏ ra hiệu quả ở những trận khác như rebound hay kiến tạo. Và lại một lần nữa có lỗi với Kecho Beckley. Kecho Beckley sẽ có thêm cho mình hai quả ném phạt. Sau hiệp 1 không quá chủ động tấn công thì ở hiệp 2 này Kecho Beckley đang thể hiện mình là một trong những vũ khí đáng sợ của Sài Gòn Heat như thế nào. Vừa rồi nếu như không có tình huống phạm lỗi của Amir William thì rất có thể đã có một pha posterize của Kecho Beckley, và chắc chắn đó sẽ là một trong những hình ảnh rất đẹp của VB trong giai đoạn thiếu đầu tiên. Bóng bật rổ tới 3 lần rồi rơi ra ngoài. Theo kèm ngay từ phần sân đối thủ của Sài Gòn Heat. Bắn chung. Có khoảng trống cho Hiền Tài. Cú ném tốt của Phạm Hiền Tài trước tình huống truy cản của Phú Vinh. Ông Eric Olsen đang sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ ở trên sân. Tuy nhiên thì thế trận vẫn đang là cân bằng. Bóng trong tay của Phú Vinh. Kecho Beckley. Kecho Beckley. Bóng fake và đến 3 điểm. Bóng đập vành rổ đi ra ngoài. Không có Vinh Sư Nguyễn thì người đang cầm bóng cho Hồ Chí Minh City Wing là Hải Đăng. Amir William. Hiện tại đột phá. Đường chuyền. Có thêm một block cho Phú Vinh. Chúng ta có thể thấy một tình huống hơi non nớt của một cầu thủ trẻ Hồ Chí Minh City Wing. Cao Đắc Luận trước Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, cầu thủ sinh năm 1998. Có một pha đi bóng vào hơi hiền. Như vậy là Phú Vinh đã có cho mình hai block. Bóng trong tay của Beckley. Anthony Sumbuk. Hassan thử sức mình. Bóng không đi vào rổ. Bóng vẫn trong tay của Phú Vinh. Võ Kim Bàn. Sơn Bắc tiếp tục với một cú đá 3 điểm. Và Hassan Thomas là người đã có phần sân rebound vào. Thời gian lại được reset về 14 giây cho Sài Gòn Heat. Kecho Beckley. Quyết định ném của Hassan Thomas. Vừa rồi là tình huống Hassan Thomas hơi thiếu quan sát khi mà đồng đội của anh là Võ Kim Bản đã xin bóng từ rất lâu. Võ Kim Bản vẫn đang đứng một mình một góc. Vẫn là cao thủ Sài Gòn Heat và cuối cùng thì họ cũng có điểm. Chúng ta có thể thấy sự đáng sợ của Kecho Beckley. Ghi điểm trong mọi tình huống. Cần sơ hở thôi là Kecho sẵn sàng ghi điểm cho Sài Gòn Heat ngay lập tức. Và đây lại là Kecho Beckley. Có khoảng trống cho Phú Vinh để ném 3. 3 điểm của Phú Vinh. Một cú ném sọt rổ của Nguyễn Đình Phú Vinh khi mà Kecho Beckley đã tạo cho Phú Vinh một cơ hội quá thuận lợi. Sài Gòn Heat dẫn 31-25. Và rõ ràng bây giờ thì vấn đề tổn thất nhân sự của Hồ Chí Minh City Wing đã được bộc lộ. Messi or Vincent, whoever brings it. Let's try to get Vincent, if we can get you on the bottom. But if you got to break pressure, break pressure. Hey, Ty, you're out here. 1, 2, 3, 4, 5. Ty, you're top. Hey, we're coming off on the other side. Hey, I'm here.
go to the left side. Fine. Vincent, come off Amir's side. Amir Seal, look to throw it in. Messi, back screen for Ty at the same time and pop. Hey. Messi going right now. Yep. Chung. Messi, back screen for Chung. Chung, so he has an outlet. Otherwise, score it. Otherwise, score it. Hey. Vâng, đến lúc này thì Kenzo Buckley có cho mình 8 điểm, 9 rebound, 4 kiến tạo. Một chỉ số vẫn rất ấn tượng của Kenzo Buckley. Cầu thủ đang chứng tỏ mình có lẽ ở thời điểm này chúng ta có thể nói là người đang thi đấu xuất sắc nhất ở VBA 2023. Bóng cho Hồ Chí Minh City Wing. Sài Gòn Heat đã có chuỗi run điểm là 15-4. Và từ chỗ bị Hồ Chí Minh City Wing dẫn điểm tương đối sâu thì bây giờ họ đang dẫn ngược đối thủ 6 điểm. Có khoảng trống cho Vincent Nguyễn, nhưng Kenzo Buckley cũng đã di chuyển ra rất nhanh. Amir William rất khỏe. Một tình huống đè mặt Hassan Thomas để ghi điểm của Amir William. Còn vẫn phải chờ xem Amir William sẽ làm những gì để có thể lưu cái điểm cho Hồ Chí Minh City Wing. Nguyễn Đình Phú Minh và 3 điểm nữa, tuy nhiên thì bóng không đi vào rổ. Kín bàn, bóng vẫn đập vạch rổ và đi ra ngoài. Hai đồng đội của nhau. Vincent đang gọi bài, bóng trong tay của Thanh Tùng. Amir William tập trung, một pha chuyền bóng hơi mạnh của Văn Trung. Thời gian cho đợt tấn công của Hồ Chí Minh City Wing chỉ còn 2,8 giây. Và sẽ phải ném nhanh, vẫn tiếp tục chuyển. Quá chậm. Hồ Chí Minh City Wing vừa rồi có vẻ như không để ý tới shot clock. Họ không có nhiều thời gian để có thể phối hợp loằng ngoằng như vậy. Ngoài Vincent Nguyễn và Amir William thì Hồ Chí Minh City Wing, các cầu thủ đội binh cần phải rất tập trung cho trận đấu này nếu như họ muốn có một cái bàn thuận lợi trước Sài Gòn Heat. Hassan quyết định đánh độc lập, bóng tráng rổ và đi ra ngoài. Bóng hiện tại Hassan Thomas cũng đã phải thực hiện một tình huống fadeaway để tránh việc đối đầu trực tiếp với Amir William ở khu vực dưới rổ. Vincent Nguyễn đột phá, đường chuyền không thành công của Vincent Nguyễn, bóng đã chạm người của Andrew Sandberg đi ra ngoài. Vincent Nguyễn ngày nay cũng đang có hiệu quả tấn công rổ không cao. Anh chỉ thành công một lần trong 5 lần ra tay. Và đó không phải là một tín hiệu tốt cho Hồ Chí Minh City Wing. William dành người ném rổ không thành công và Hassan Thomas là người bắt được bóng. Đây là cơ hội cho Kenzo Buckley thực hiện một cú rổ. Và một lần nữa thì anh lại bị từ chối bởi những tình huống phạm lỗi của Hồ Chí Minh City Wing. Người vừa phạm lỗi là Trần Văn Trung. Cá nhân thứ 3 của Trần Văn Trung rồi. Cũng sẽ không có lựa chọn nào khác cho Trần Văn Trung ngoài việc phạm lỗi như vừa rồi để có thể cản được Kenzo Buckley. Buckley đang là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất trên sân tính đến thời điểm này. Vừa rồi đã là lần thứ 4 mà Kenzo Buckley bị phạm lỗi. Anh vẫn đang có một tỷ lệ khá ổn trong những cú ném phạt. Vừa rồi là cú ném phạt thành công thứ 5 trong 7 lần ném của Kenzo Buckley. Và giờ là 6/8. Kenzo Buckley đã nhanh chóng có cho mình double double với 10 điểm 10 rebound khi mà hiệp đấu thứ 2 còn 3 phút. Vincent Nguyễn. Amir William. Không được rồi, cú bình quá cao. Bóng trong tay của Kenzo Buckley. Sinh Nguyễn cũng khá khó khăn khi phải theo kèm Buckley. Một pha 3 điểm. Pha 3 điểm vừa rồi của Anthony Sandberg. Tuy nhiên thì bóng đã không đi vào rổ. Hải Đăng. Đây là Văn Trung. Hai cầu thủ ngay lập tức ra theo kèm Vincent Nguyễn và khoảng trống sẽ mở ra cho những vị trí khác. Không có điểm. Hơi đáng tiếc cho pha tấn công vừa rồi của Hồ Chí Minh City Wing vẫn còn. Bóng trong tay của Amir William. Spin move,
Và tiếng còi đã vang lên. Đã có tình huống phạm lỗi với Amir William. Có vẻ như trọng tài xác định là Hassan đã phạm lỗi với Amir William. Hassan đã có một tình huống đưa cùi chỏ hơi cao và đẩy vào lưng của Amir. Phạm đầu tiên cho Hồ Chí Minh City Wing. Rất nỗ lực để giữ bóng ở lại. Wilson Nguyễn, cú ném nhanh của Wilson Nguyễn và lại là airball. Wilson Nguyễn ngày hôm nay đang không có được nhiều khoảng trống cho những tình huống ra tay của mình. Vinh bóng được chuyển trả ra cho Kesho Bagley. Phú Vinh với và 3 điểm của mình và 3 điểm tính dâu giữ đỉnh. Phú Vinh vẫn là động tác đó, vẫn là cú vẩy tay đó vô cùng quen thuộc với một trung phong rất to lớn. Tuy nhiên thì lại có khả năng ném 3 điểm vô cùng tuyệt vời. Amir William tiến vào trong của Tân Hải Đăng. Tân Hải Đăng đã bị các cầu thủ Sài Gòn Hit cướp bóng. Petro Bagley chưa chuyển được tới vị trí của Du Minh An. Hồ Chí Minh City Wing có vẻ đang gặp khó khăn trong khâu tấn công của mình, thì họ chưa tìm được một phương án nào để có thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của Sài Gòn Hit. Vừa rồi là một tình huống đọc bài rất tốt của Thành Tùng để có thể cản phá được đường truyền của Bagley. Amir William có một tình huống phạm lỗi của Sài Gòn Hit và vẫn có 2 điểm tính. 2 điểm vẫn được tính cho Amir William. Thiếu nhất quán và bây giờ họ đang phải trao đổi lại với nhau thì đã có trọng tài báo lỗi của Dư Minh An chứ không phải là tình huống bắt lỗi với Hassan Thomas. Và Wilson Nguyễn vẫn với phong độ ném phạt rất tốt. Wilson được biết đến là một những cầu thủ ném phạt tốt nhất của VBA. Lý do nào để anh có thể bỏ lỡ hai pha đánh phạt này? Tình huống đánh phạt thứ hai thành công. Tỷ số tạm thời đang là 36-31 nghiêng về Sài Gòn Hit. Thời gian của đấu thứ hai còn hơn 1 phút. Nằm trong tay của Dư Minh An. Im bản. Dư Minh An đã di chuyển khéo. Đường truyền của Kencho Bali cho Dư Minh An ném ba. Ném hơi lệch của Dư Minh An. Wilson Nguyễn vội phản công nhanh cho cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing. Lên rổ tốt và đó là 2 điểm cho Wilson Nguyễn. Lập tức thì huấn luyện viên Mark Van Pelt của Sài Gòn Hit đã phải gọi tham ao. Khi nào khó thì có Wilson Nguyễn. Câu nói này vẫn không sai. Wilson vẫn đang chứng tỏ mình là một trong những cầu thủ lên tiếng rất đúng thời điểm. Thank you.
Vincent Nguyễn đã có khởi đầu trận đấu khá khó khăn. Lúc này ở khoảng thời gian cuối hiệp 2 thì cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wing cũng đang bắt đầu có được những dấu ấn của mình trên mặt trận tấn công của Hồ Chí Minh City Wing. Bóng trong tay của Kevin Beckley và võ kim bản, tuy nhiên bóng không đi vào rổ. Một tình huống xử lý rất khéo léo của Vincent Nguyễn. Không chỉ khéo léo mà còn đầy kinh nghiệm nữa. Phát bóng biên cho Hồ Chí Minh City Wing. Bóng trong tay của Vincent. Đồng hồ còn 27 giây. Và 20 giây tấn công cho Hồ Chí Minh City Wing. Chú Anh Khoa. Hassan đã rebound được bóng và sẽ là một tình huống tấn công do Sài Gòn ít. Bóng trong tay của Dương Minh An, tuy nhiên thì đã có một steal. Như vậy là trọng tài xác định bóng thuộc quyền kiểm soát của Hồ Chí Minh City Wing. Huấn luyện viên Mark Van Pelt ở rất gần với vị trí diễn ra bóng vừa rồi và ông cảm thấy không hài lòng chút nào với quyết định của trọng tài. Thời gian của đấu thứ hai còn lại 2 giây. Và sẽ là một tình huống inbound của các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing. Nhưng từ vị trí này thì có lẽ là rất khó để họ nghĩ tới việc thực hiện được một pha buzzer beater. Thậm chí có lẽ là còn không kịp để ném. Vậy là vẫn có một cú ném nhưng không thành công. Và chúng ta đã trải qua hai hiệp đấu đầu tiên của trận đấu giữa Sài Gòn Heat và Hồ Chí Minh City Wing. Hai hiệp đấu diễn ra rất hấp dẫn và lúc này thì Sài Gòn Heat là những người đang tạm thời dẫn trước với tỷ số là 36-33. Đã có những khoảng thời gian mà Hồ Chí Minh City Wing thi đấu rất tốt và liên tục dẫn điểm. Nhưng sau đó thì phong độ cao của Kendrick Buckley cùng các vệ tinh xung quanh đã giúp Sài Gòn Heat có những chuỗi run điểm ấn tượng để kết thúc hiệp đấu thứ hai với lợi thế dẫn trước. Và chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ trong ít phút trước khi quay trở lại với những diễn biến của trận đấu này. Nhưng đừng rời mắt khỏi màn hình vì sau đây sẽ là những hình ảnh đẹp của hai hiệp đấu đầu tiên cũng như là phần phân tích về hai hiệp đấu này cùng chuyên gia Hoàng Thế Vinh của chúng tôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là một nửa thời gian thi đấu của màn so tài giữa Sài Gòn Heat Hồ Chí Minh City Wings đã khép lại. Tỷ số hiện tại đang là khá xít sao, 36-33, một chút ưu thế nghiêng về phía Sài Gòn Heat. Vâng, anh Hoàng Thế Vinh, anh dự đoán đúng một nửa rồi. Heat đã dẫn trước nhưng không nhiều đến mức như anh nói, không đến 8 đến 10 điểm mà chỉ là 3 điểm thôi. Vậy thì với những gì mà chúng ta đã nói đầu trận và với những gì mà thực tế đã diễn ra trên sân, thì anh Vinh đánh giá thế nào về màn trình diễn của hai đội sau nửa đầu trận đấu? Vâng, tôi đánh giá rất cao về cái sự nhập cuộc của các cầu trẻ ở City Wing. Họ rất tự tin. Không biết có phải không nhưng mà
khi City Wing không có Jerry Smith, họ luôn chuyển bóng đều hơn, luôn chuyển bóng tốt hơn, và mọi người đều gần như là tham gia vào những tình huống tấn công đó, và điều đó vô tình đã làm cho Sanit hơi lúng túng ở trong hiệp đấu thứ nhất. Nhưng điều thứ hai thì Sanit đã nhận ra cái việc là họ cần phải phòng thủ sát sao hơn và tập trung hơn, thì họ đã giành lại ưu thế được trong hiệp thứ hai. Chúng ta nói về là sự nhập cuộc tốt của Hồ Chí Minh City Wings, vậy thì anh nhận thấy điểm mấu chốt là gì ở các cầu thủ này? Việc không có Jeremy Smith đúng là giúp cho họ luôn chuyển bóng tốt hơn, nhưng rõ ràng là khả năng ghi điểm sẽ bị ảnh hưởng. Vậy thì họ đã giải quyết vấn đề đó như thế nào, anh Hoàng Thế Vinh? Còn theo tôi nghĩ là họ đưa Ami Williams vào trong khu vực bên nhiều hơn, đưa bóng vào low block nhiều hơn. Đây là trận đầu tiên mà theo tôi quan sát là tất cả mọi đường bóng đều đưa qua Ami Williams ở khu vực low post. Điều đó khiến cho Sanit bắt buộc phải double team họ, double team Ami Williams. Thì lúc đó những vận động viên ở ngoài của City Wing sẽ có nhiều khoảng trống hơn để có thể cầm bóng ném 3 điểm hay là đột phá vào dễ dàng hơn rất là nhiều. Vâng, chúng ta đã nói là các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings là những cầu thủ sức trẻ, và ngày hôm nay họ cho thấy được cái điểm mạnh của sức trẻ đó là gì? Không biết sợ hãi. Tôi cảm giác đúng không? Tôi cảm giác là các cầu thủ City Wings họ rất tự tin. Những cầu thủ trẻ của họ dù thể hình thua kém hơn, dù trình độ, dù kinh nghiệm có phần thua thiệt, nhưng đã thi đấu rất là mạnh mẽ, nhiệt cuộc rất là cháy trước Sài Gòn Heat. Có đâu là những cái tên mà anh cảm thấy ấn tượng ở bên phía Hồ Chí Minh City Wings? Tôi thực sự hơi rất ấn tượng vào cầu thủ Trương Thái Nam. Cậu có hai Trương Thái Nam, cậu đã có hai tình huống gọi là tấn công trực diện vào người đàn anh là Nguyễn Phú Vinh, và tôi khá ấn tượng về cầu thủ này. Tuy nhiên là cậu ấy mới cho mình 4 điểm. Và một cầu thủ nữa là Trần Văn Trung, cậu ấy đã theo kèm rất sát là Buckley. Cậu ấy theo từ đầu cho đến cuối Buckley và khiến cho Buckley phần nào khó khăn trong việc đưa bóng lên và triển khai bóng phản công nhanh trong hiệp 1 của trận hit. Vậy thì với người anh cả Vincent Nguyễn thì sao? Vincent Nguyễn ngày hôm nay cũng đã rất nỗ lực để có thể lấp vào chỗ trống của Jeremy Smith. Tuy nhiên thì cảm giác là Vincent Nguyễn cũng đang bị chăm sóc rất là kỹ. Vậy thì liệu Vincent Nguyễn có thể duy trì được cái nguồn thể lực như thế này trong phần còn lại của trận đấu hay không, để có thể gồng gánh cùng với Hồ Chí Minh City Wings? Đó là một câu hỏi khá khó. City Wings cần một cầu thủ nữa có thể san sẻ việc cầm bóng. Chúng ta có thể thấy rõ ràng là khi Vincent Nguyễn ra ngoài và Sanit sẵn sàng bắt lên rất cao và chát, lúc đó là rất khó khăn trong việc đưa bóng lên sân khách của các cầu thủ City Wing. Họ cần hơn nữa một người có thể cầm bóng lên và điều khiển, gọi là cái cầm nhiều được trận đấu cho City Wing đấy. Biết đâu việc Jeremy Smith không thi đấu ngày hôm nay lại giúp cho Hồ Chí Minh City Wing họ có thể có thêm một phát hiện, có thêm được một phương án mới cho những trận đấu tiếp theo để phòng tránh những nguy cơ là các ngôi sao của họ gặp chấn thương và là không thể thi đấu, đúng không ạ? Vâng. Bây giờ chúng ta đến với Sài Gòn Heat. Đúng như anh Vinh đã nhận định, đó là Heat đầu trận đã phần nào đó cảm giác họ bị ngợp, họ bị bất ngờ khi mà đối thủ lại chơi hay đến vậy, khi không có ngôi sao số 1. Anh nhận thấy thế nào về trong hiệp 1, các nhân tố quan trọng của Heat gần như họ rất là nguội. Theo ngôn ngữ là Sài Gòn Heat gần như là hơi ngủ quên trong tất cả tình huống phòng thủ của mình ở tại yếu thứ nhất. Nhưng mà họ đã kịp lấy lại cái sự tập trung đó ở vòng thứ hai. Tuy nhiên thì vấn đề theo tôi thấy là Sanit đang có tỷ lệ ném 3 không quá tốt. Rõ ràng là như nhận định là cần phải đưa Ami Williams ra ngoài bằng cách có thể tiết ở ngoài 3 điểm, bắt được đưa Ami Williams ra ngoài. Thế nhưng hôm nay Sanit mới chỉ ném 7/21. Nó không phải là con số quá thấp, nhưng cần nhiều hơn một chút nữa, và họ mới chỉ có ghi là 8 điểm trong paint thôi, trong đó City Wing có tận 16 điểm trong paint, và đó là sự khác biệt. Anh Vinh đầu trận đánh giá rất cao về khả năng rebound của Buckley. Tuy nhiên thì trong quãng thời gian đầu trận này tôi cảm giác là Buckley chưa phải là chính mình, đúng không? Dù cho cầu thủ này vẫn có một double double với 10 điểm 10 rebound, nhưng quả thực là nếu đặt với kỳ vọng thì quả thực là Buckley chưa đặt kỳ vọng, đúng không ạ? Theo tôi thấy thì cậu ấy có chưa thể ghi điểm được nhiều, nhưng rebound cậu ấy có đến 6 offensive rebound và tổng là 10 rebound, 5 assist. Tôi nghĩ là đây là một màn trình diễn không hề tồi. Có thể Ami Williams quá to lớn ở trong và Buckley không thể thực hiện những tình huống lên rổ hay là đánh rổ dễ dàng như là trận gặp Hunter Buffalo, cũng như là trận gặp trước đó là Đà Nẵng Dragon. Đầu trận thì anh Vinh đã nói về những gọi là cái key
để Hồ Chí Minh City Wing có thể nghĩ tới trong việc là ngăn cản Sound Hit. Vậy thì họ đã làm được chưa? Tôi nghĩ là họ đang làm tương đối tốt, khá tốt khi cầm cự được Sound Hit, mới chỉ có bị dẫn 3 điểm. 3 điểm khoảng cách không hề nhiều. Tôi nghĩ họ đang làm khá là tốt. Bên cạnh Kenzo Buckley thì ngày hôm nay Hassan Thomas cũng là một cái tên được kỳ vọng cao. Nhưng quả thực vào lúc này thì 8 điểm 8 rebound của anh là chưa đạt đúng kỳ vọng. Và tôi cảm giác là cầu thủ này cũng giống như nhiều thành viên khác của Hit, ném là khá gạch đúng không ạ? Vâng. Cảm giác là dứt điểm khá là tệ. Anh nhận định thế nào về màn trình diễn của Hassan ở nửa đầu trận đấu này? Có thể tôi vẫn chưa tự tin lắm. Tôi cảm nhận là như vậy. Tôi mới chỉ ném thành công 1 trên 5 thôi. Một lần ném vào trong 5 lần ra tay. Trong khi đó trận trước thì tôi ném 3 trên 3. Lúc đấy tôi sẽ có tự tin và tôi sẽ có một cái nhịp và có cái tinh thần thoải mái hơn. Tôi sẽ đá tốt hơn. Tôi nghĩ vào hiệp 3 hay 4, hy vọng là tôi có thể tự tin hơn nữa về những tình huống ném 3 của mình. Bắt buộc phải ném được 3 thì mới có thể đưa được Amir William ra ngoài. Vâng. Và nhân nói về cái nhịp, về cái sự tự tin ấy, thì vẫn có khá nhiều cái tên mà chúng ta quen thuộc, như là thể tiêu biểu tôi phải nhắc đến Võ Kim Bản. Võ Kim Bản ngày hôm nay tôi gần như là thấy anh ấy biến mất trên sân, và nếu có thì anh cũng đóng góp thêm vào công trình của Zion Heat những cú ném tương đối là thiếu chính xác. Võ Kim Bản ngày hôm nay đã có vấn đề gì vậy anh Vinh? Cái này tôi cũng chưa thể giải thích được. Zion Heat đang ném 7 và mỗi người của họ đều ném được một ít nhất là một quả điểm, trừ Buckley và Kim Bản. Tôi nghĩ là họ nên tập trung vào 1 đến 2 tay ném. Tôi nghĩ như vậy. Họ tập trung vào 1 2 tay ném và dồn bóng cho họ nhiều hơn. Cái tên mà đang khá là có hiệu suất cao đó là Phú Vinh. 2 trên 3. Tôi nghĩ là cần đưa vào Phú Vinh nhiều hơn. Tập trung vào Phú Vinh. Phú Vinh ngày hôm nay cũng đã có 2 block và đóng góp khá nhiều vào cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự. Như anh Vinh đã chia sẻ là Giang Huýt trong quãng thời gian còn lại thì nên tập trung vào một số tay ném cụ thể. Và tôi nghĩ là với đội hình của họ thì trong hiệp tiếp theo có lẽ là Hit vẫn là đội bóng nhỉnh hơn thôi. Vậy còn với City Wings thì sao? Họ có nên tiếp tục duy trì lối chơi như hiện tại hay là cần có sự điều chỉnh nào để có thể nghĩ tới việc là tạo ra bất ngờ trước Saigon Hit? Tôi nghĩ họ cố gắng duy trì lối chơi này càng lâu càng tốt. Và những giây phút cuối trận khi Army vẫn còn đủ sức thì tôi nghĩ đó là vấn đề rất lớn với Saigon Hit. Vâng, chúng ta sẽ rất mong chờ là City Wing sẽ làm nên điều gì đó để khiến cho trận derby này trở nên hấp dẫn hơn. Tôi sẽ không hỏi anh Vinh về dự đoán nữa, bởi vì thực tế thì lúc này không hỏi cũng biết là anh đang nhỉnh hơn nghiêng về Giang Hit rồi. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi vào những diễn biến tiếp theo trong nửa sau của màn so tài giữa Giang Hit và Hồ Chí Minh City Wings, diễn biến trực tiếp và trọn vẹn trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup.
Vâng, thưa quý vị các bạn, chúng ta cùng trở lại với những diễn biến của cuối đầu giữa Sài Gòn Heat và Hồ Chí Minh City Wing. Trận đấu đã trôi qua hai hiệp đấu đầu tiên với những diễn biến hết sức hấp dẫn. Và lúc này thì tỷ số đang là 36-33 nghiêng về các cầu thủ Sài Gòn Heat. Trận đấu mà Hồ Chí Minh City Wing được đánh giá là sẽ gặp nhiều khó khăn khi gặp tổn thất lớn về nhân sự với chấn thương ngay trước khi trận đấu diễn ra của Jeremy Smith. Tuy nhiên, họ lại đang có một màn trình diễn cực kỳ ấn tượng để đeo bám cực kỳ khó chịu với Sài Gòn Heat và cách biệt giải đội chỉ đang là 3 điểm. Trong bóng rổ thì khoảng cách 3 điểm không phải là một khoảng cách quá an toàn với bất kỳ một đội bóng nào. Và có lẽ trong hiệp đấu này thì cả ông Erik Olsen và huấn luyện viên Mats Van Pelt sẽ đều đưa ra những chiến thuật tấn công rất mạnh mẽ cho các học trò của mình khi hiệp 3 là một hiệp thi đấu vô cùng quan trọng, được coi là bản lề của cả một trận đấu. Có một điểm đáng chú ý là ngày hôm nay Võ Kim Bản chưa có cho mình một điểm số nào, thực hiện hai cú ném 3 điểm và không thành công một cú ném nào. Anh gần như mất tích ở trên sân. Hãy cùng chờ xem trong hiệp thi đấu thứ 3 này Võ Kim Bản có lên tiếng hay không. Đó là một điều khá đáng tiếc của Võ Kim Bản, vì đây là trận đấu mà cầu thủ Sài Gòn Heat nhìn chung đang ném khá đều tay. Và đặc biệt là ở những cú ném 3 điểm thì cho đến giờ chỉ có Võ Kim Bản và Kencho Buckley là những người chưa có một cú 3 điểm thành công nào. Vincent Nguyễn đã có cho mình đến 8 điểm. Và ngày hôm nay là một ngày thi đấu rất khó khăn của Vincent, thì anh luôn luôn phải đối mặt với hai cầu thủ phòng ngự double team mình từ mọi vị trí ở sân. Một tình huống mà Dương Minh An đang không để ý trái bóng bay tới anh từ phía sau. Nhìn thuộc quyền kiểm soát của cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing. Chuyển cho Amir William đối đầu với Hassan Thomas. Vị trí ném hơi khó của Amir William. Và bây giờ thì anh sẽ thử sức ở ngoài vạch 3 điểm. Và có lẽ đây là lý do mà Amir William cũng sẽ không thực hiện nhiều những cú ném xa. Cầu thủ đã cho thấy hiệu quả rất lớn của mình ở khu vực hình thang. Nhưng những cú ném từ ngoài vòng cung có vẻ sẽ là một điểm yếu của Amir William. Kencho Buckley, thành thái chung phải theo kèm một cầu thủ rất khó chịu như Buckley. Hassan tiếp tục thử sức với vạch 3 điểm và 3 điểm tính cho Hassan Thomas. Ở trong hai hiệp thi đấu đầu tiên thì Hassan chỉ thực hiện thành công một pha ném 3 điểm. Và đây là pha ném 3 điểm thành công thứ hai của Hassan. Hassan Thomas cũng đang là một trong những người ghi điểm tốt nhất trên sân với 11 điểm tới lúc này. Đó là một phạm lỗi của Kencho Buckley. Dương Minh An sẽ theo kèm Vincent Nguyễn. Dương Minh An cũng là một cầu thủ phòng ngự rất tốt của Sài Gòn Heat. Vincent đang có bóng. Bóng trong tay của Trần Hải Đăng. Phát trượt chân của Trần Văn Trung. Kencho Buckley lên rổ không thành công. Một pha block rất mạnh mẽ của Amir William. Block Kencho Buckley rồi. Vâng, Amir William vẫn đang là một shot blocker rất uy tín của Hồ Chí Minh City Wing. Và đây đã là cú block thành công thứ 3 của anh trong trận. Và đặc biệt hơn, đó còn là một tình huống block được ngôi sao số 1 bên phía Sài Gòn Heat, đó là Kencho Buckley. Trần Văn Trung đang bị đau sau tình huống vừa rồi. Rất mong là sẽ không có một sự thiệt hại nào quá lớn cho Hồ Chí Minh City Wing nói chung và Trần Văn Trung nói riêng. Vẻ mặt rất đau đớn của Trần Văn Trung. Có vẻ như là cổ chân của Trần Văn Trung đã gặp trục trặc rồi. Nếu như Trần Văn Trung không thể tiếp tục thi đấu thì đây cũng sẽ là một tổn thất lớn thứ hai của Hồ Chí Minh City Wing khi mà họ đã mất đi Jeremy Smith. Đã có những tiếng vỗ tay động viên dành cho Trần Văn Trung, người đang cần sự hỗ trợ để có thể di chuyển ra bên ngoài.
thuộc quyền kiểm soát của Sài Gòn Heat. Kenzo Bagley, Hassan, 3 điểm tính cho Hassan Thomas. Và đến 3 điểm thành công thứ 3 của Hassan trong trận đấu ngày hôm nay. Góc 90 độ. Không biết có phải là góc tủ của Hassan Thomas hay không. Vincent. Tân Hải Đăng không thể cầu ném của Tân Hải Đăng. Rõ ràng trận đấu càng diễn ra thì những ưu thế của Sài Gòn Heat càng được thể hiện rõ hơn. Vấn đề nhân sự của Hồ Chí Minh City Wing là một bài toán rất khó giải. Các cầu thủ nội binh của họ có thể chơi tốt trong hai hiệp đấu đầu tiên, nhưng việc duy trì được thể lực cũng như là sự hiệu quả xuyên suốt 4 hiệp sẽ là tương đối khó khăn. Dương Minh An, Dương Minh An đang gọi bài với các đồng đội của mình. Họ được đưa cho Phú Vinh. Kecho Buckley cũng đang di chuyển ở khu vực low post. Dương Minh An cách hay shoot, tiếp tục có 3 điểm. Và Sài Gòn Heat đang tỏ ra quá hiệu quả với những cú ném ở góc 90 độ. Liên tiếp là những tình huống 3 điểm thành công của Sài Gòn Heat. Tỷ số đã được kéo giãn lên 45-33. Đang tạm thời nghiêng về Sài Gòn Heat rồi. Vincent. Bóng trong tay của Hải Đăng. Đã có lỗi rồi. Như vậy Hải Đăng sẽ được hưởng hai quả ném phạt sau tình huống phạm lỗi vừa rồi. Cơ hội để Hải Đăng có thể giúp đội bóng của mình rút ngắn tỷ số. Sinh năm 2000. Pha ném bóng đầu tiên, bóng đi vào rổ. Một điểm tính cho Hải Đăng. 45-34. Hai pha ném phạt rất ngọt ngào của Tân Hải Đăng. Khoảng cách được rút về còn 10 điểm. Hiệp Jeremy Smith gặp chấn thương cũng đang tạo ra những cơ hội để các nội binh của Hồ Chí Minh City Wing thi đấu nhiều hơn và cũng có nhiều cơ hội để ném rổ hơn. Bây giờ là cú ném ở góc không độ của Hassan Thomas, bóng chỉ tìm thấy vành rổ. Benson đang có sự điểm trợ cho Benson Nguyễn. Mình chuyển hơi nhẹ một chút, cắt bóng thành công, đó là Kecho Buckley. Và bây giờ là phản công cho các thủ Sài Gòn Heat. Kecho Buckley rất mạnh. Và các thủ Sài Gòn Heat muốn đó phải là một tình huống and one. Chúng ta sẽ cùng chờ quyết định của trọng tài. Như vậy là and one cho Kecho Buckley. Hai điểm tính và Buckley sẽ được hưởng thêm một pha ném phạt. Rất mạnh mẽ đến từ vị trí của cầu thủ mang số áo 24 này. Đến hai cầu thủ nội binh đã phải chase theo. Tuy nhiên không thể cản được Kecho Buckley. Một điểm tính cho Buckley. Sài Gòn Heat lại có một chuỗi run điểm rất tốt, 12-2. Họ đã kéo giãn khoảng cách với Hồ Chí Minh City Wing lên thành 13 điểm. Sở Nguyễn gặp rất nhiều khó khăn. Amir William, đường chuyền hơi mạnh và chuyền bóng không tốt của Amir William cho vị trí của Tân Hải Đăng. Hồ Chí Minh City Wing vẫn tỏ ra khá bí bách trong khâu tấn công của mình khi họ chưa có một bài đánh nào cụ thể để có thể phá được hàng phòng ngự của Sài Gòn Heat. Cầu thủ Buckley, Minh An. Chuyền của Trung Minh An dành cho Kecho Buckley. Kecho Buckley vẫn chưa ném. Người đang theo kèm anh là Tân Hải Đăng. Giờ là 2-1, khoảng trống được mở ra cho Dương Minh An. Và lại là Dương Minh An. Quá tinh tay. Khi mà Dương Minh An hay Hassan Thomas có được những vị trí thoải mái thì họ đang ném không biết trượt ở hiệp đấu thứ 3. Ông Eric Olsen đã buộc phải gọi hội ý khi mà tỷ số đã là 51-35. Một chuỗi run điểm quá ấn tượng của Sài Gòn Heat. Và nếu như không có phương án nào để có thể kìm được các họng pháo của Sài Gòn Heat thì đây sẽ là một thảm họa của Hồ Chí Minh City Wing.
quay trở lại với trận đấu sau thời gian hội ý vừa rồi của Hồ Chí Minh City Wing. Và anh cùng chờ xem ông Eric Olsen sẽ có chiến thuật gì cho các học trò của mình để có thể kìm hãm các họng pháo của Sài Gòn Heat. Thực sự sẽ là rất khó vì chúng ta hiểu vấn đề lúc này. Đó là trong đội hình của Sài Gòn Heat có một Kencho Buckley mà Hồ Chí Minh City Wing gần như không thể có những matchup 1-1 và họ liên tục phải thực hiện những tình huống double team, và khi đó thì ít nhất sẽ có một vị trí của Sài Gòn Heat trống. Và tôi thấy là gần như mọi cầu thủ của Sài Gòn Heat có khoảng trống thì đều có thể ném thành công. 3-3 điểm không thành công của Hồ Chí Minh City Wing. Bóng trong tay của Kencho Buckley. Kim Bản vẫn chưa có một tình huống 3 điểm thành công nào cho riêng mình trong trận đấu ngày hôm nay. Và có lẽ điểm cộng hiếm hoi cho Hồ Chí Minh City Wing trong phòng ngự đó là việc nếu để chống Kim Bản, có vẻ như đây đang là vị trí hơi khó ghi điểm của Sài Gòn Heat. Đường truyền của Hiên Tài, bóng vẫn sẽ thuộc về cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing. Hồ Chí Minh City Wing vẫn đang tỏ ra rất khó khăn để có thể tìm đường vào rổ của Sài Gòn Heat. Một mình Amir William là không đủ. Phát bóng biên cho Hồ Chí Minh City Wing. Vincent, Thanh Tùng để sức với cú 3 điểm, tuy nhiên thì bóng đập vào vành rổ và đi ra ngoài. Đó cũng là một tình huống inbound khá hay của cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing, nhưng họ vẫn cần thêm sự chính xác. Kencho Buckley có khoảng trống, và Kencho Buckley trống thì anh cũng sẽ ném vào. Một điều chúng ta ít thấy, nhưng Kencho Buckley vừa cho cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing thấy rằng không thể để anh lơi lỏng dù là ở khoảng cách nào. 5 cú 3 điểm thành công sau 7 lần ra tay trong hiệp 3, Sài Gòn Heat đang thực sự quá nóng. Rất khó để có thể kèm được Kencho Buckley, và 2 điểm tính cho Kencho Buckley. Quá khủng khiếp. Hồ Chí Minh City Wing vẫn chưa có bài giải nào cho đề toán mang tên là Kencho Buckley. Amir William sai step và ném 3 điểm thành công. Đó là pha ra tay của Thanh Phát. Những tình huống ghi điểm cần thiết để khích lệ tinh thần cho Hồ Chí Minh City Wing. Và bây giờ là Hassan Thomas. Tiếp tục là Hassan Thomas. Đúng là ném không biết trượt. Và nếu đối thủ hot hand như thế này thì quá khó để Hồ Chí Minh City Wing có thể làm được gì. Sài Gòn Heat đang tạo một cơn mưa 3 điểm trước Hồ Chí Minh City Wing trong hiệp thi đấu thứ 3 này. Amir William, nỗ lực của Amir William, tuy nhiên thì vẫn chỉ là một pha ghi 2 điểm thôi. Và nếu như Sài Gòn Heat cứ ghi 3 điểm như thế này thì không biết phải đỡ thế nào. Hassan Thomas, 2 điểm tính cho Hassan Thomas. Và có lẽ lời giải duy nhất mà Hồ Chí Minh City Wing có thể hy vọng đó là việc Jeremy Smith có thể vào sân. Nhưng với bộ trang phục của anh thì chúng ta đều hiểu đây là trận đấu mà Jeremy Smith sẽ chỉ có thể ngồi theo dõi các đồng đội của mình. Vừa rồi là một tình huống phạm lỗi tấn công của Nguyễn Thành Phát. Bóng sẽ thuộc quyền kiểm soát của Sài Gòn Heat. Một tình huống yểm trợ đẩy người sẽ rất khó cho một cầu thủ trẻ như Tân Hải Đăng có thể dẫn bóng vượt qua Kencho Buckley. Nếu tính riêng tỷ số của hiệp đấu thứ 3 thì lúc này Sài Gòn Heat đang dẫn Hồ Chí Minh City Wing là 25-7. Và nếu mọi thứ vẫn tiếp tục như thế này thì có lẽ đây sẽ là hiệp đấu cách biệt nhất trong các hiệp đấu đã diễn ra của VBA mùa giải 2023. Và San Thomas xoay người ném bóng nhanh, ném trượt qua San Thomas, nhưng có vệ sinh rì bào của số 1 Lê Quảng. Kencho Buckley có điểm trợ từ Hassan Thomas, đường chuyền ra ngoài cho Hassan Thomas. Hassan Thomas có vẻ đã bắt đầu nguội tay. Chúng ta có thể thấy tình huống vừa rồi còn đến 3 cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wing trong vùng pen, tuy nhiên thì là họ lại để cho Lê Quang có thể rì bào được trái bóng. Đấy thực sự là một dấu hiệu rất đáng báo động của Hồ Chí Minh City Wing. Khi khâu tấn công thì họ vẫn chưa có một bài toán nào để giải, mà khâu phòng ngự cũng như vậy. Một pha 3 điểm của Vincent. Bóng đập vành rổ và đi ra ngoài. Người rebound được bóng là Hassan.
luân chuyển bóng rất nhanh. Tuy nhiên thì Hoàng Tú lại không thực hiện thành công pha 3 điểm cuối cùng. Tài luân chuyển, lại là một cú ném ở góc không độ. Và thêm một lần nữa thì Hồ Chí Minh City Wing thành công ở vị trí này. Lần này người ghi điểm là Trương Thái Nam. Hai cú 3 điểm thành công của Hồ Chí Minh City Wing trong hiệp 3 đều đến từ góc không độ phía bên cánh trái. Sandberg cắt bóng thành công, cơ hội cho Thương Thái Nam. Trương Thái Nam quay lại quan sát đồng đội và anh hiểu rằng mình sẽ phải tự mình lên rổ. Một pha xử lý tốt của số 12 Trương Thái Nam. Trương Thái Nam có cho mình 5 điểm chỉ trong vòng ít giây. Và Tommy Sandberg sai kích cho Hoàng Tú, tuy nhiên thì pha 3 điểm không thành công. Tiếp tục là Hoàng Tú. Casual Beckley, Casual Beckley ném từ rất xa, bóng đập cuống rổ và đi ra ngoài. Bóng vẫn trong tay của các cầu thủ Saigon Heat. Một tình huống hơi mất tập trung của Amir William, nhưng sau đó thì đến lượt Saigon Heat có một turnover. Ông Eric Olsen đã tiếp tục gọi hội ý. Chúng ta sẽ phải chờ xem ông Eric Olsen sẽ cho các học trò của mình chiến thuật gì để có thể rút ngắn cách biệt. Tại đã là hai con số dành cho Saigon Heat. Listen, I don't care what it says. Just 17. Let's get it to 9-10. Let's get it to 9-10. Hey, keep fighting, keep fighting, keep fighting. Hey, but they look like they're hungry. That can't happen. 2 minutes. Let's keep fighting. Hey. All right, we get it to 8 or 9. 7 minutes to go. We'll have a chance. Hey. Okay, listen, win. You bring it and you be ready to bring it. Amir, you be ready to help. Okay? In the half court, Amir, let's go four. Okay, let's go four. Face this way. Face. Hết thời gian hội ý và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những diễn biến tiếp theo của hiệp đấu thứ ba. Trận đấu giữa Saigon Heat và Hồ Chí Minh City Wing ngày hôm nay. Let's go. Sau hai hiệp đấu đầu tiên cố gắng để giữ ở thế cân bằng thì hiệp thi đấu thứ ba này Saigon Heat đã tăng tốc rất nhanh. Họ đang tạo một áp lực cực lớn lên Hồ Chí Minh City Wing. Bóng trong tay của Amir William. Một pha úp rổ rất mạnh mẽ của Amir William. Hai điểm được ghi cho Hồ Chí Minh City Wing. Hồ Chí Minh City Wing vẫn đang thể hiện được một tinh thần thi đấu đáng khen. Cho dù hiệp đấu thứ ba là hiệp đấu mà họ có những dấu hiệu xuống sức so với Saigon Heat. Sandberg trong tay của Lê Quang vẫn chưa thể cướp bóng thành công. Một skill tốt đến từ vị trí của Phạm Hiền Tài. Hassan, một đường truyền có ý đồ của Hassan, tuy nhiên thì bóng lại không tìm đúng địa chỉ. 3 điểm. Bóng đập cuống rổ và đi ra ngoài. Người đi vào đội bóng là Hassan Thomas. Bóng trong tay của Beckley. Iso Hassan rất trông trải. 3 điểm tính cho Hassan Thomas. 3 điểm thành công thứ 5 của Hassan Thomas trong trận đấu ngày hôm nay và là 3 điểm thành công thứ 14 của các cầu thủ Saigon Heat. Họ đang hướng tới kỷ lục số 3 điểm thành công trong một trận đấu của VBA, hiện đang thuộc về Kentucky Catfish. Lỗi rồi. Lỗi đến từ vị trí của Trương Thái Nam. Sau tình huống cố gắng rebound bóng vừa rồi. Bóng tiếp tục được kiểm soát của Saigon Heat. Người đang có bóng là Casual Beckley.
Thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 12 giây. Kessel Beckley điểm trợ đến từ Hassan. Anthony Sambok, Buzzer-Bitter. Ta đã có một pha Buzzer-Bitter của Anthony Sambok. Vâng, huấn luyện viên Mark Van Pelt không thể giấu được một nụ cười. Một trận đấu mà cao thủ Sài Gòn Heat đang bỏ xa Hồ Chí Minh City Wings, nhưng họ vẫn có những khoảnh khắc để tạo nên sự bùng nổ, giống như cú ném này của Sandberg, một tình huống buzzer beater. Ta sẽ tạm nghỉ ít phút trước khi đến với hiệp thi đấu thứ tư của trận đấu ngày hôm nay. Vâng, chúng ta đang đến với những diễn biến của hiệp thi đấu thứ tư. Bóng trong tay của Kessel Beckley. Hoàng Tú, Phú Vinh. Vừa rồi có lẽ không phải là một tình huống chủ động ném rổ của Phú Vinh. Hiện tại Amir William. Chỉ riêng trong hiệp đấu thứ ba thì Sài Gòn Heat đã ghi tới 30 điểm. Và lại là góc không độ bên phía cánh trái. Cú ném tốt của Thanh Tùng. Chúng ta City Wing vẫn đang thể hiện được một tinh thần thi đấu đáng khen, cho dù đây là một trận đấu chúng ta đều hiểu được sự khó khăn của họ khi thiếu đi một trong hai ngoại binh. Block của Amir William. Tiến sinh Nguyễn triển khai bóng lên rất nhanh. Người đang có bóng là anh Khoa. Amir William đang xin bóng. Và đến hai cầu thủ của Sài Gòn Heat sẵn sàng lao vào phòng ngự Amir William mỗi khi anh này có bóng. Đã có tiếng còi của trọng tài cất lên. Một pha thi đấu rất nỗ lực của anh Khoa. Có lẽ người phạm lỗi là Lê Quang. Như vậy anh Khoa sẽ được thực hiện hai pha ném phạt. Một điểm tính cho anh Khoa, rút ngắn cách biệt xuống còn 16 điểm. Sài Gòn Heat đang tạm thời dẫn trước với tỷ số là 66-50. Pha ném phạt thứ hai thành công. Và một điểm sáng của Hồ Chí Minh City Wings trong trận này đó là họ tận dụng tốt những cú ném phạt. Đến lúc này thì hiệu quả ném phạt của Hồ Chí Minh City Wings vẫn đang là 100%. Nhưng họ cũng không có quá nhiều những quả ném phạt để tận dụng. Cú ném nhanh của Phú Minh. Và tránh bóng của Vincent Nguyên. Không có 3 điểm. Vừa rồi là tình huống ra tay của anh Khoa. Cái chỗ Beckley. Phú Vinh. Một pha ném trung bình của Phú Vinh. Bóng không đi vào rồi. Trên thi đấu thứ tư này thì Sài Gòn Heat, ông Matt Van Pelt đang tạm thời rút Hassan ra nghỉ. Amir William đã có lỗi đến từ vị trí của Phú Vinh. Việc phải phòng ngự một trung phong to hơn mình cũng sẽ là một khó khăn dành cho Phú Vinh.
Và như vậy là Hassan đã quay trở lại sân. Hiệu suất đánh phạt rất tốt, tuy nhiên thì vừa rồi Amir William đã không thực hiện thành công pha ném đầu tiên của mình. Điểm hiện tại vẫn đang là 15 điểm. Hai pha ném phạt đều không thành công của Amir William. Thế càng lúc càng khó cho đội bóng của huấn luyện viên Eric Olsen. Hassan Thomas đường chuyền cao dành cho Tú Vinh. Đó là một tình huống goaltending. Phải xác định là Amir William đã có tác động đến rồi. Điều rất chính xác của trọng tài. Amir William. Chỉ ném 3 điểm, corner không thành công. Hồ Chí Minh City Wing bóng trong tay của Bagley. Hassan. Bóng không đi vào rổ, tuy nhiên thì và rebound tiếp theo bóng lại đi ra ngoài. Chính xác hơn thì Amir William đã rebound được bóng nhưng Hassan steal được. Bóng lại đi ra ngoài. Amir William đang có dấu hiệu bị đau. Và ngay lập tức thì Hồ Chí Minh City Wing cũng đã gọi hội ý. Có lẽ là để tranh thủ kiểm tra vấn đề của cầu thủ rất quan trọng vào lúc này là Amir William. Đã có những chuyến thi đấu thực sự khó khăn ngày hôm nay. Họ đã mất đi Jeremy Smith và Trần Văn Trung. Và nếu như Amir William không thể tiếp tục thi đấu, quả thật đây là một tổn thất quá lớn dành cho Hồ Chí Minh City Wing. Buckley với một bộ chỉ số ấn tượng 18 điểm với 3 rebound và chỉ cần thêm một kiến tạo nữa thì anh sẽ có cho mình triple double trong trận đấu này. Trước đó thì Kenshaw Buckley đã có triple double ở trận đấu đầu tiên gặp Hà Nội Buffalo và bây giờ thì thêm một cầu thủ nữa của Second Hit đang tiến gần tới triple double. Có vẻ như Amir William sẽ phải mất một thời gian để có thể quay trở lại với sân thi đấu. Bóng thuộc về kiểm soát của Hồ Chí Minh City Wing. Bóng trong tay của Vincent. Vincent đối mặt với Kesho Bagley. Quyết định ném của Cao Đắc Luận không được. Ở giải này chúng ta rất quen với việc Saigon Heat thường xuyên thi đấu với số ngoại binh ít hơn so với những đối thủ của họ. Nhưng đây sẽ là một trận đấu có vẻ khá hữu khi mà Saigon Heat lại là những người đang có lợi thế về số lượng ngoại binh. Và lúc này việc họ bỏ xa đối thủ có lẽ không phải một điều gì quá bất ngờ. Kenshaw Buckley cũng đã kiếm được pha kiến tạo còn thiếu của mình để hoàn tất bộ sưu tập triple double trong trận đấu ngày hôm nay. Kesho Bagley, Anthony Sembok, Hassan, and one cho Hassan. Và sẽ rất khó cho các cầu thủ nội binh có thể kèm Hassan. Chúng ta có thể thấy một pha phòng ngự có đến hai cầu thủ đứng trước mặt, nhưng Hassan Thomas vẫn thực hiện thành công một tình huống and one.
Quả thật việc mất đi Jeremy Smith cùng với Trần Văn Trung là một tổn thất rất lớn. Và giờ đây ngay đến Amir William cũng chưa thể tiếp tục thi đấu. Wilson Nguyễn, Hassan Thomas đã có cho mình 24 điểm. Sau trận đấu đầu tiên tương đối muộn tay thì Hassan Thomas đã ghi điểm rất tốt ở hai trận đấu gần nhất. Cơ hội lên rổ của Hiền Tài, một pha xử lý tốt của Phạm Hiền Tài. Bóng trong tay của Kendall Bagley. Khác với hai hiệp thi đấu đầu tiên thì ở hiệp thi đấu thứ 3 trở đi đến thời điểm này, Kendall Bagley đã lùi ra ngoài đánh rất nhiều, không còn tập trung ở low post nữa. Vừa rồi trọng tài xác định là có lỗi của Hồ Chí Minh City Wing. Chuyển cánh cho Bagley. Cho Bagley chuyển ra ngoài. Lại là một tình huống phạm lỗi. Cái này người bị phạm lỗi là Anthony Sandberg. Anthony Sandberg cũng là một cầu thủ có lối dẫn bóng rất khéo léo. Lê Quang, bóng trong tay của Hassan. Có một lối tấn công của Sài Gòn Heat. Với khoảng cách lên tới 19 điểm ở lúc này và thời gian chỉ còn 5 phút 33 giây thì có thể nói chiến thắng đã nằm trong tay của Sài Gòn Heat. Nhưng họ vẫn đang thi đấu với đội hình tốt nhất của mình, cho dù đối thủ đã liên tục mất đi những vị trí quan trọng. Và Phạm Hiền Tài vẫn tiếp tục cho thấy sự nỗ lực của anh. Sài Gòn Heat gọi timeout và chúng ta cùng chờ xem liệu sau tình huống timeout này huấn luyện viên Matt Van Pelt có đưa những cầu thủ dự bị của mình vào sân để có thêm thời gian thi đấu hay không. Thời gian hội ý, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những diễn biến tiếp theo của hiệp thi đấu thứ tư trong trận đấu ngày hôm nay. Tỷ số hiện tại đang là 72-55, vẫn tiếp tục tạm thời nghiêng về Sài Gòn Heat. Đây là hình ảnh của Amir William. Này, khá buồn. Với những gì chúng ta thấy ở chấn thương của Amir William thì có lẽ nó sẽ không phải một chấn thương quá nghiêm trọng, ảnh hưởng tới những trận đấu sau. Tình huống mất bóng của Hassan Thomas. Nó chuyển bóng tới vị trí của Hiền Tài, bấm phách. Nhưng pha lên rổ là hơi nhẹ. Chuyển của Hải Đăng dành cho Thành Phát. Không có 3 điểm. Bóng trong tay của Kendall Bagley, double team. Tuy nhiên để có thể lấy được bóng trong tay của Bagley là một điều rất khó. Trong một vài phút vừa qua thì Phạm Hiền Tài đang là một điểm sáng của Hồ Chí Minh City Wing. Và Hiền Tài cũng đã có cho mình 8 điểm. Rõ ràng nếu như chúng ta không tính tới kết quả thắng thua thì dựa vào những màn trình diễn của các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing, ngày mai họ cũng có được cho mình những điểm tích cực. Lại có lỗi, lần này là lỗi của Hiền Tài. Cho dù bị dẫn trước với khoảng cách khá xa, tuy nhiên thì các cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wing vẫn đang thể hiện sự nỗ lực của mình ở trên sân. Và đây là một điều rất đáng khen và khích lệ tinh thần của các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing.
Kencho Beckley đã thực hiện thành công 7 pha ném phạt. Và vừa rồi là pha thực hiện ném phạt thành công thứ 8 sau 10 lần ra tay của Kencho Beckley trong trận đấu ngày hôm nay. Hai cú ném phạt đều thành công cho Kencho Beckley. Đây là Hải Đăng. Hiện Hồ Chí Minh City Wing đang thi đấu đầy nỗ lực, vẫn đang được Sài Gòn Heat cho thấy rõ sự tôn trọng thì họ vẫn giữ đội hình mạnh nhất có thể của mình trên sân. Động tác giả khá hay. Có vẻ như đó là lỗi của Anthony Sandberg. Không phải, trọng tài xác định đó là lỗi đánh tay của Lê Quang. Và như vậy thì Tân Hải Đăng sẽ được thực hiện hai pha ném phạt. Có vẻ là Lê Quang đã có tình huống contact vào phần đầu của Tân Hải Đăng sau tình huống cố gắng phòng ngự vừa rồi. Pha ném phạt đầu tiên của Tân Hải Đăng, bóng không đi vào rổ. Pha ném phạt thứ hai thành công, 74-56. Lê Quang lúc này đã có 4 lỗi cá nhân, có lẽ đó cũng không phải một vấn đề quá lớn với Sài Gòn Heat. Trận đấu mà họ vẫn đang bỏ xa đối thủ của mình để có thể hướng tới chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại VBA 2023. Và trên sân đấu lúc này thì ông Matt Van Pelt cũng đã tung một cầu thủ trẻ vào sân, đó là Võ Duy Linh. Một cái tên còn khá mới trong đội hình của Sài Gòn Heat. Phải xác định là bóng ra ngoài và phát bóng biên cho Sài Gòn Heat. Đang chờ Buckley. Đang chờ bóng tốt. Bây giờ sẽ là pha lên rổ của Lê Quang. Cầu thủ đã có cho mình 4 lỗi cá nhân nhưng Lê Quang vẫn tiếp tục thi đấu trên sân. Lỗi được xác định là của Tân Hải Đăng. Cả người. Như vậy thì Lê Quang sẽ có cho mình hai pha ném phạt. Lê Quang cũng là một tay ném rất xuất sắc của Sài Gòn Heat. Tuy nhiên vừa rồi thì anh đã thực hiện không thành công pha ném phạt đầu tiên của mình. Bóng vào rồi và tỷ số được nâng lên thành 75-56, đang nghiêng về Sài Gòn Heat. Tân Hải Đăng trong tay của Hiền Tài, một pha dứt điểm không thành công. Lên rồi là hơi mạnh và tiếp tục là Kencho Beckley. Với tình huống second chance, Quang Dương bỏ lỡ cơ hội của mình nên Kencho Beckley đã có mặt. Bắn phát. Vừa rồi thì Thành Phát đã có cơ hội để có thể ghi cho mình một cú ném 3 điểm. Tuy nhiên thì anh lại lựa chọn thực hiện một tình huống pump fake và dẫn bóng vào. Đấu của Lê Quang đã kết thúc khi anh phạm đủ 5 lỗi cá nhân. Rồi thì ngay cả những cổ động viên của Sài Gòn Heat cũng đang có xu hướng là không còn quá bận tâm tới kết quả của trận đấu. 3 phút 25 giây còn lại và cách biệt 20 điểm quá khó để Hồ Chí Minh City Wing có thể làm được gì. Là bắt 1-1 toàn sân đến từ vị trí của Hồ Chí Minh City Wing. Những thời điểm cuối cùng của trận đấu với cách biệt hai con số như thế này thì việc bắt 1-1 toàn sân không có ý nghĩa nhiều. Võ Duy Linh, Kencho Beckley lại rebound được bóng và hai điểm tiếp theo cho Kencho Beckley. Ok,
Kenzo Buckley có cơ hội để vượt qua điểm số của San Thomas để trở thành người ghi điểm tốt nhất của trận đấu này. Anh không chỉ có triple double mà còn đang là người đứng thứ hai về mặt ghi điểm. Có tình huống step back và cú ném 3 điểm, hơi đáng tiếc là không thành công cho Phạm Hiền Tài. Bóng tiếp tục được đẩy lên rất nhanh cho Sài Hít. Phú Vinh lỗi rồi. Việc có lợi thế về mặt thể hình trong thời điểm này của Phú Vinh cũng sẽ là một bài toán không thể giải cho Hồ Chí Minh City Wing. Tám mươi năm mươi tám, pha ném phạt đầu tiên của Phú Vinh, bóng đi vào rổ. Pha ném phạt thứ hai không thành công, bóng trong tay của Hiền Tài. Tiếp tục là Hiền Tài. Hiền Tài đã hồi còi. Đó là tình huống phạm lỗi kéo tay của cầu thủ bên phía Sài Gòn Heat. Vậy là ông Mark Van Pelt đã quyết định gọi hội ý. Đây sẽ là tình huống gọi hội ý cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay của Sài Gòn Heat. Cách biệt đó là 22 điểm. Thời gian hội ý, chúng ta sẽ cùng đến với quãng thời gian cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay. Và Kenzo Buckley đã có cho mình 24 điểm, 10 assist và 16 rebound, triple double trong trận đấu ngày hôm nay. Và có lẽ như vậy là đủ để ông Mark Van Pelt rút cầu thủ con cưng của mình ra nghỉ, chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo. Pha ném phạt đầu tiên của Hiền Tài, bóng đi vào rổ. Ba trận đấu đầu tiên tại VBA và Kenzo Buckley có cho mình hai triple double. Trận đấu còn lại gặp Đà Nẵng Dragon thì anh cũng chỉ thiếu 6 kiến tạo để có thể có cho mình một cú triple double nữa. Rõ ràng Kenzo Buckley là một mảnh ghép quá tuyệt vời với Sài Gòn Heat, một đội bóng có đủ những tay ném hiệu quả để Kenzo Buckley có thể phát huy hết khả năng của mình cả trong việc ghi điểm phòng ngự cũng như là những tình huống kiến tạo. Hôm nay thì còn một cầu thủ nữa của Sài Gòn Heat đang im hơi lặng tiếng và gần như là mất tích ở trên sân, đó chính là Võ Kim Bàn. Anh vẫn chưa có cho mình một điểm số nào. Không thành công của Sandberg. Hiện tại là người đã rebound. Hiện tại đang có bóng. Lỗi là của Duy Linh. Ông Mark Van Pelt vẫn tiếp tục sử dụng kim bàn ở trên sân. Có lẽ là mong người học trò của mình có thể ghi được điểm số nào đó trong quãng thời gian còn lại của trận đấu này. Một pha ném phạt tốt của Hiền Tài. Pha ném phạt thứ hai, bóng đi vào rổ. Hiện Tài đã thực hiện thành công 4 trên 4 tình huống ném phạt của mình trong trận đấu ngày hôm nay.
bóng trong tay của Duy Linh. Và với 11 điểm thì hiện tại cũng là người ghi điểm tốt thứ hai trong đội của Hồ Chí Minh City Wings trong trận đấu ngày hôm nay. Và bên phía Sài Gòn Heat sau một hiệp 3 rất cháy ngoài vạch 3 điểm thì trong hiệp 4 có vẻ như họ đã chậm lại. Và kỷ lục 16 quả 3 điểm thành công ở VJ của cầu thủ Kefis có lẽ vẫn sẽ được đảm bảo. Hiện tại đường chuyền thì ném thiếu lực của Thành Tùng vẫn còn, thêm 2 điểm cho Thành Phát. Bóng trong tay của Hoàng Tú, một bóng rất khéo đến từ vị trí của Hoàng Tú. Anthony Sunberg kiếm bàn, đại sứ du lịch rồi. Tiếp tục là một tình huống đại sứ du lịch của Kim Bản. Ngày hôm nay là một ngày thi đấu có lẽ là rất đáng quên của Kim Bản. Một đốt trầm khi mà anh vẫn chưa có cho mình một điểm số nào. Có vẻ như việc trận đấu có xu hướng quá lệch kể từ hiệp 3 cũng khiến cho mỗi Kim Bản đã nguội ở hai hiệp đầu tiên cũng thực sự bị đóng băng trong hai hiệp còn lại. Và điều đó thì cũng không ảnh hưởng nhiều tới chiến thắng chung cuộc của cầu thủ Sài Gòn Heat. Và vừa rồi thì lại là một lỗi của Duy Linh trước Lê Trần Đăng Huỳnh. Trần Đăng Huỳnh có cho mình hai pha đến phạt, tuy nhiên thì anh đã không thực hiện thành công pha bóng đầu tiên. Ném thứ hai, bóng đi vào rổ. Số đang là 80-65 nghiêng về Sài Gòn Heat. Duy Linh, hai điểm tính cho cầu thủ trẻ Duy Linh của Sài Gòn Heat. Thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 17 giây. Bóng vẫn đang trong tay của Hiến Tài. Hiến Tài, hai điểm tính cho Hiến Tài. Vâng, Hiến Tài là một điểm sáng của Hồ Chí Minh City Wings trong trận đấu ngày hôm nay với nỗ lực và những gì mà anh đã thể hiện. Và có lẽ với thời gian ít ỏi còn lại thì Sài Gòn Heat sẽ giữ trái bóng lại và kết thúc trận đấu ở đây. 82-67, chiến thắng dành cho Sài Gòn Heat, một chiến thắng blowout khi mà mọi thứ được giải quyết từ khá sớm trong một trận đấu mà Hồ Chí Minh City Wings thực sự là gặp vô vàn những khó khăn bởi những vấn đề về nhân sự. Họ gặp tổn thất lớn với chấn thương từ trước khi trận đấu diễn ra của Jeremy Smith, rồi sau đó là chấn thương trong trận của những cái tên đã thi đấu rất hay như Văn Trung, rồi đến Amir William. Và việc Sài Gòn Heat ngày hôm nay giành được chiến thắng không phải là một điều gì đó quá bất ngờ. Dù sao thì với những gì đã thể hiện, Hồ Chí Minh City Wings cũng có được cho mình những dấu ấn tích cực ở chỗ này, và họ sẽ cần nỗ lực hơn ở những trận đấu tiếp theo của mình tại VBA để đi tìm những chiến thắng sau khi đã có một khởi đầu thuận lợi mùa này với thắng lợi trước Nha Trang Dolphins. Còn với Sài Gòn Heat thì đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của họ, và Sài Gòn Heat vẫn cho thấy họ là một ứng cử viên đăng ký cho chiếc vô địch của VBA mùa giải 2023.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là trận đấu giữa Sound Heat và Hồ Chí Minh City Wings đã kết thúc không có bất ngờ nào cả, khi mà trong hiệp 3 và hiệp 4 thì Heat đã hoàn toàn áp đảo dựa về tất cả mọi thông số trên sân, và chung cuộc họ giành một chiến thắng với cách biệt rất lớn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng có cuộc trò chuyện với MVP của trận đấu, đó là Kendrick Buckley, người đã có một trận đấu xuất sắc một lần nữa, lại là ngôi sao sáng nhất của Sài Gòn Heat. Hello Kendrick, what a game. Congratulations on your win today. And first question, Jeremy Smith on Ho Chi Minh City Wings side did not play today. So what do you think that is your team advantage? Yes, of course it did. Smith is a good player, but we still wanted to go out and do what we do well, play defense, run in transition, and hit open threes. Your team has completely changed after the break. So what's the difference between first half and second half? Just locking in on defense. We got to play, everybody got to play defense. We got to do it together. We got to play hard. We got to play tough. Yes, thank you. Once again, congratulations on your game, your win today. Okay, thank you so much. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tôi vừa hỏi với Buckley đó là việc Jeremy Smith bên phía Hồ Chí Minh City Wings ngày hôm nay không thi đấu có phải là lợi thế dành cho đội bóng của anh hay không? Và anh trả lời đúng là như vậy, Jeremy Smith là một cầu thủ rất giỏi và việc anh ta không thi đấu đã giúp cho Sài Gòn Heat có thêm được sự tự tin và họ đã dễ dàng hướng tới một chiến thắng tiếp theo trong VBA mùa giải năm nay. Và câu hỏi tiếp theo đó là Sài Gòn Heat họ đã thay đổi rất nhiều ở trong hiệp đấu thứ hai, chính xác hiệp đấu thứ ba và thứ tư so với nửa đầu trận đấu. Và câu trả lời của Buckley đó là việc đội bóng của anh đã chơi đoàn kết hơn, đã có sự tự tin hơn, tất cả cùng hướng tới mục tiêu đó là phòng ngự cùng nhau và đã có được những pha ném ba rất là chính xác. Trở lại với câu chuyện sau trận đấu, chúng ta cùng gặp lại với chuyên gia của chúng tôi, huấn luyện viên Hoàng Thế Vinh. Vâng, thì anh Vinh, có lẽ là không biết phải nói gì nữa, bởi vì nửa sau trận đấu là một câu chuyện quá một chiều. Vâng. Khi mà Sài Gòn Heat họ đã thể hiện một sự áp đảo hoàn toàn, đúng như anh Vinh đã nhận định, đó là ném ba được là sẽ thắng. Và Sài Gòn Heat có vẻ như họ đã nghe anh chia sẻ giữa trận đúng không ạ? Vâng, tôi cũng không biết là Sài Gòn Heat có nghe ở đâu, nhưng mà thực sự là hiệp 3 khi mà Hassan Thomas vào tay rồi ném 3 hay 4 tình huống, ném 3 liên tiếp vào, thì gần như lúc đó là City Wings vẫn không có giải pháp gì nữa rồi. Army không thể ra ngoài được. Ngay một tình huống sau khi Army vừa mới close out ra ngoài thì Hassan đã một đường thẳng đi vào rổ và gần như là không có một rim protector thứ hai nữa rồi. Rất là khó cho City Wings trận đấu này. Và thực ra chúng ta nói những cái phương án, những cái cách để City Wings có thể phần nào đó kìm hãm dòng hit thì hầu như chỉ là lý thuyết thôi. Bởi vì thực tế chúng ta nhìn trên sân, Sao Heat họ có những con người như thế nào? Họ có Hassan, họ có Buckley, họ có Phú Vinh. Vâng. Những cầu thủ với thể hình quá vượt trội. Và những cái tên còn lại của Sao Heat cũng là những cầu thủ rất chất lượng. Và chiến thắng hôm nay là không có gì phải bàn cãi cả. Phần nào đó thì có lẽ chúng ta nên khen ngợi tinh thần thi đấu của City Wings ở Mạnh Vinh. Vâng, chính xác. Các cầu thủ trẻ City Wings thực sự họ thi đấu không hề tồi. Thực sự là tôi dành sự rất là tôn trọng dành cho tất cả các cầu thủ trẻ. Kể cả Vincent, hôm nay cậu ấy gần như là bị phong tỏa hoàn toàn, cậu ấy chỉ có 8 điểm, 8 rep và 2 assist thôi. Cậu có 3 steal và chỉ có 2 TO. Thực sự là rất là khó khi mà như tôi đã chia sẻ là không có ai có thể cầm bóng và cầm lại nhịp độ, cũng như là gồng gánh cái việc ghi điểm như là Jeremy Smith. Và đây là trận đấu rất khó với Vincent. Và tôi nghĩ là tất cả các cầu thủ trẻ của City Wings hôm nay họ đã có một trải nghiệm và một kinh nghiệm sương máu cho họ, và tôi nghĩ là các trận sau thì họ sẽ tự tin hơn trong tất cả những pha thiết điểm của mình. Và hôm nay bên City Wings có Hiền Thiên Tài, cậu ấy thi đấu khá tốt, khá tự tin. Tuy nhiên là trong những giây phút gần như là an bài rồi thì cậu ấy đã lên một thiết điểm rất là tốt, cậu ấy đã ghi được 14 điểm. Và Hiền Tài cũng là một đội viên đã thi đấu VBA từ những lúc rất là còn trẻ, và hiện tại thì cậu ấy đã trưởng thành rồi. Vâng, đây là một trải nghiệm rất là đáng quý dành cho cầu thủ trẻ của City Wings, bởi họ đã có nhiều thời gian thi đấu được cọ sát với những đối thủ rất mạnh, rất chất lượng, và chắc chắn sẽ là một bài học, sẽ là một kinh nghiệm để họ có thể phát triển trong tương lai.
một trận đấu mà chúng ta có lẽ không nói quá nhiều về chuyên môn bởi vì mọi thứ đã thể hiện hết rồi thông qua những con số, và có lẽ chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là liệu đâu là đối thủ có thể ngăn cản được Sound Hit trong chặng tiếp theo, trong chặng đường còn lại của mùa giải. Và City Wings sau thất bại ngày hôm nay liệu họ có thể đứng lên được hay không? Đó sẽ là câu trả lời của tương lai. Rất cảm ơn huấn luyện viên Hoàng Thế Vinh đã có chia sẻ trong trận đấu ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trận đấu giữa Sound Hit và City Wings đã khép lại với cách biệt rất là lớn. Tuy nhiên thì mùa giải VBA vẫn còn rất dài và chắc chắn những bất ngờ, những câu chuyện thú vị vẫn còn ở phía trước. Hãy cùng đồng hành cùng với VTV Cup để không bỏ lỡ bất cứ diễn biến nào của VBA 2023. Còn bây giờ, xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.